quý anh chị và các bạn. Vậy, cơ hội này đến từ đâu? Công ty có tên là gì? Và thành lập ở quốc gia nào? Xin thưa các bạn, cơ hội mà Hương Mai muốn giới thiệu lên đây với quý anh chị và các bạn, đó là cơ hội kinh doanh thương mại điện quốc tế toàn cầu đến từ đất nước Singapore xinh đẹp. Nói đến Singapore thì ai ai cũng biết đây là một quốc gia sạch nhất thế giới và là một quốc gia luôn quan tâm đến môi trường và sức khỏe con người. Có đúng không các bạn? Vâng. Công ty có tên là Magic Life, cuộc sống vi diệu, mang phú quý đến từng gia đình. Magic Life dịch ra nghĩa tiếng Việt có nghĩa là cuộc sống vi diệu, mang phú quý đến từng gia đình và mang lại sự thịnh vượng cả về sức khỏe và tài chính, có thể kiếm thu nhập hàng chục triệu các anh chị ạ. Và đây là hình ảnh người sáng lập ra công ty. Ông luôn luôn có một thông điệp gửi tới mọi người là Magic Night ra đời là giúp cho nhân dân toàn cầu xóa nghèo và bệnh tật. Và các vâng ạ, ông thường nói có một thông điệp gửi đến tất cả nhân dân toàn cầu là như vậy ạ. Magic Life ra đời là giúp cho nhân dân toàn cầu xóa nghèo và bệnh tật. Và các lãnh đạo ở Đài Loan cũng đã là đối tác của công ty và cũng đã từng nói nhiệm vụ của chúng tôi là giúp nhân dân toàn cầu đem độc tố bên trong cơ thể của các bạn ra bên ngoài để tiêu trừ hết các bệnh mầm chứng bệnh, mang tiền trên toàn cầu chảy vào tài khoản của các bạn bất kể thời gian các bạn đang thức hay ngủ. Đấy. Các bạn có thấy hào hứng không? Và điều đặc biệt ở đây ạ, là khi chúng ta là đối tác của công ty, chúng ta sẽ có cơ hội được sử dụng miễn phí sản phẩm, được ví như bộ tam bảo không đối thủ, sản phẩm của tương lai, sản phẩm luôn đi trước, đón đầu, giúp cho cơ thể tiêu hết các mầm chứng bệnh. Ai ai cũng trẻ đẹp ra 10 tuổi. Wow, các bạn có thấy hào hứng không ạ? Vậy công ty được thành lập từ năm nào? Xin thưa các bạn, công ty được thành lập từ năm 2014. Và năm 2015 thì có văn phòng tại Malaysia, 2016 tại Đài Loan, 17 Hồng Kông và 19 tại Indonesia. Đây, đây là hình ảnh tổng công ty tại Singapore. Đây là công ty tại Indonesia. Và mục tiêu của công ty là đi vào 100 nước ạ. Đây tại Malaysia. Và công ty có đạt rất nhiều giải thưởng đấy ạ. Ngay từ năm thành lập năm 2014 là công ty đã đạt giải mô hình kinh doanh sáng tạo xuất sắc nhất Đông Nam Á. Và sau một năm là 2015 thì công ty đạt 4 giải thưởng mang tính tầm cỡ châu lục. Đó là giải thưởng mô hình kinh doanh thành công châu Á, giải thưởng cho hệ thống thành tựu giáo dục, giải thưởng thương hiệu ES châu Á và giải thưởng quản lý doanh nghiệp. À, các bạn có thấy tuyệt vời không ạ? Đúng là rất tuyệt vời phải không các bạn? Và Magic Life đi đến đâu thì cũng tạo ra một biển người. Và các báo chí nhiều quốc gia đã đưa tin về công ty. Và công ty được cấp giấy chứng nhận toàn cầu về sản phẩm. Vậy, công ty Magic Life có công cụ gì mà làm nên điều kỳ diệu vậy? Chắc chắn đó là sự kết hợp từ mô hình kinh doanh xuất sắc đến sản phẩm khác biệt trên thị trường. Và sau đây, Hương Mai mời lên đây một người thầy. Thầy cũng là một quý nhân của Hương Mai. Thầy là một người am hiểu về sản phẩm,
và hiểu rất rõ cơ chế của sản phẩm tác động vào cơ thể con người như thế nào để có một sức khỏe hoàn hảo. Qua sự chia sẻ của thầy, chắc chắn các bạn sẽ thấy được sự khác biệt tuyệt vời của bộ tam bảo hoàn hảo của công ty Magic Life mà các sản phẩm ngoài kia không thể có được. Vậy, quý anh chị và các bạn đã sẵn sàng đón nhận sự khác biệt tuyệt vời này thì hãy chuẩn bị giấy bút để ghi chép và hãy thả trái tim yêu thương để chào đón lên đây thầy Phạm Văn Yên. Xin mời thầy Phạm Văn Yên ạ. Rồi, chào cả nhà. Rất là cảm ơn MC xinh đẹp và cảm ơn cô giáo Hương Mai. Cảm ơn tất cả nhà mình. Mình hôm nay mới ở ngoài Bắc bay vào. Là vào cái là lên đây lên Zoom chia sẻ cùng với cả nhà mình luôn. Thế là buổi tối ngày hôm nay ở giờ Việt Nam và các bạn ở bên châu thì đang ở buổi sáng. Để chúc cả nhà mình có một ngày mới hết sức là tràn đầy năng lượng, thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Chúc tất cả các bạn ở khu vực châu Á có một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc bên người thân yêu của mình. Rồi chúng ta sẽ đi vào chương trình ngay để khỏi mất thời gian của các bạn. Các cụ thường nói đấy, bệnh từ miệng mà vào. Mà cái này câu này thì bây giờ là rất nhiều người biết rồi. Mình cũng không nhắc lại nữa. Mà cũng đã nhắc rồi. Thế thì nói đến chăm sóc sức khỏe đấy. Thì nó có rất nhiều những cái trường phái, rất nhiều cái môn phái, phương pháp cho sức khỏe. Nó quy tụ lại thì nó có hai cái cách cơ bản. Một là chủ động, và hai là thụ động. Ví dụ chúng ta đi thăm khám bác sĩ hoặc nhờ thầy thuốc mà nó chăm sóc sức khỏe chúng ta, đó là phương pháp chăm sóc sức khỏe thụ động. Còn chủ động là ta tự nó đấy. Và các bạn đã từng nghe những clip mà lúc vào các bạn nào vào sớm đấy thì các bạn thấy rồi. Tốc độ tăng trưởng kinh tế và tốc độ tăng trưởng các cái triệu phú trong 5 năm tới thì nó lại rơi vào ngành chăm sóc sức khỏe. Các baby boomer thì người ta tập trung nhiều nhất là ở ngành chăm sóc sức khỏe chủ động chứ không phải là thụ động. Và cũng chúc mừng tất cả các thầy thuốc, các y bác sĩ, các thầy thuốc ở trong phòng Zoom này là các bác tất cả đều là những người là đang làm cái sứ mệnh chăm sóc sức khỏe nhưng mà phương pháp là thụ động. Nhưng mà khi biết được cái phương pháp chăm sóc sức khỏe chủ động nữa là cái sự kết hợp hai trong một rất là hoàn hảo. Là chúc mừng tất cả các thầy thuốc của chúng ta. Thì trong nội dung chương trình bài hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái bộ tam bảo ở công ty Magic Life. Tại sao lại gọi là bộ tam bảo? Thế thì khi mà nói bộ tam bảo ấy, tức là nó là cái bảo pháp, tức là có ba cái sản phẩm ở công ty Magic Life được mệnh danh là bảo pháp. Và khi chúng được phối hợp với nhau thì để trở thành một cái bộ tam kiếm hợp bích rất là thần kỳ. Và trên màn hình hôm nay, các bạn có nhìn rõ trên màn hình không ạ? Ô, mình xin lỗi, mình lại chưa chia sẻ màn hình. Đấy, thế đấy. Tại đi ra ngoài Bắc vào cho tới trong này là mừng quá rồi mà quên luôn. Thấy các bạn những gương mặt ở đây chúng ta tôi quên luôn. Rồi, thế bây giờ cả nhà mình đã nhìn được chưa? Dạ có rồi ạ. Rồi. Ở trên màn hình hiện tại bây giờ là cái đại tràng. Thế thì chăm sóc sức khỏe thì yếu tố đầu tiên của chăm sóc sức khỏe có nghĩa là phải làm sạch trước. Ông bà nói nhà sạch thì mát và bát sạch thì ngon cơm. Sức khỏe chúng ta cũng vậy thôi, chúng ta muốn khỏe là chúng ta phải sạch sẽ trước đã. Ở đâu dơ bẩn, ở đâu mất vệ sinh là nó phát sinh bệnh. Da mất vệ sinh là da kẻ lở hoặc là các bệnh da nhiễu. À, chúng ta cứ cảm nhận nó như vậy đấy. Mà thực tế nó là như vậy. Nếu ai chưa tin thì cứ thử 15 ngày không tắm biết ngay và luôn. Không gội đầu, không vệ sinh, đầu tóc thì tóc cũng lấm đầu đủ thứ chuyện. Răng miệng cũng vậy thôi. Nhưng mà tất cả những cái đó đều là bên ngoài. Nó không có, cũng quan trọng, nhưng nó không quan trọng đặc biệt bằng cái bệnh ở bên trong. Tức là bệnh nội khoa. Tức là bệnh nội ở bên trong con người. Cái bệnh ở bên trong nó liên quan tính mạng là nhiều. Còn ở ngoài thì nó cũng có tác động đến tính mạng đấy chứ phải không đâu. Nhưng mà nó hơi xa và nó ít hơn. Ví dụ như người viêm da mà chúng ta không có chăm sóc tốt thì
nó lại dẫn đến là cái nhiễm trùng cơ hội, nó có thể lâu ngày dẫn đến nhiễm trùng máu không chừng nữa, thì cũng liên quan tính mạng đấy. Vậy thì cái khi mà chúng ta chăm sóc sức khỏe chủ động thì tất tần tật các công ty mà kinh doanh về ngành chăm sóc sức khỏe thì họ đều nói đến vấn đề làm sạch. Yếu tố đầu tiên làm sạch, và hầu như 100% tất cả các công ty người ta đều quan tâm đến cái làm sạch hệ tiêu hóa. Thế cái sản phẩm đầu tiên mà mình muốn chia sẻ các bạn là sản phẩm làm sạch tiêu hóa, là có tên là tế bào gốc táo hoang thủy sĩ và tế bào nhân sâm hoang dã. Tuy nhiên ở trong tên của sản phẩm này thì có phần viết tắt hơn. Đúng hơn là gọi là chiết xuất từ tế bào gốc táo hoang thủy sĩ và chiết xuất từ tế bào gốc nhân sâm hoang dã. Đây là hai thành phần cơ bản nổi trội nhất của sản phẩm táo này. Thế bây giờ từ này giờ bắt đầu chúng ta gọi tắt là táo rồi cho nó đỡ mất thời gian. Vậy thì tại sao mà lại quan tâm đến ở trên màn hình này cái đại tràng? Thì các bạn ở trong cái tác phẩm của bác sĩ người Nhật, ở trong cái tác phẩm mà nhân tố enzyme, thì ông có đưa lên một vấn đề là chỉ cần nhìn cái mặt thì biết cái ruột, mà xoay cái ruột thì biết cái bệnh. Và các bạn ở năm 1991, một cái đề án khoa học của người Mỹ, người ta đã giải phẫu là 10.000 tử thi ung thư để khảo sát, chứ không phải là khảo nghiệm, để khảo sát. Thì người ta đã ghi nhận được một con số khủng khiếp mà không thể ngờ tới, đó là gì? Có 9.999 trường hợp chết đó đều có dấu tích từ ở cái đại tràng. Chỉ có một trường hợp duy nhất trên 10.000 là không. Nếu thế thì coi như là 100% ung thư đều có xuất xứ từ đại tràng rồi đấy. Nói một cách tương đối là như vậy, tương đối là có sai số là 4 số 0, có độ chính xác là tới 4 số 0 các bạn, vì là 10.000 mà. Và trong bài nói của giáo sư Lương Y Nguyễn Hữu Khai thì thầy cũng nói như thế này: nếu như bạn muốn có một sức khỏe tốt, nếu như bạn không muốn bị ung thư, thì cái việc đầu tiên là bạn hãy thương ngay 2 mét đại tràng. Tại sao lại như vậy? Bởi vì đại tràng của chúng ta là cái phần cuối của ống tiêu hóa. Ống tiêu hóa chúng ta nó rất là dài, rất là dài, nó 6 lần chiều cao của cơ thể. Trong đó đại tràng nó khoảng gần 2 mét. Và cấu trúc của đại tràng hoàn toàn khác với cấu trúc của ruột non, nó là ruột già. Về hình thái, về hình thể thì chúng ta thấy như trên màn hình đấy các bạn thấy không? Nó cứ như lò xo ấy, ở chỗ nó nổi ra, chỗ nó lõm vào. Nó không giống những ruột non, nó phẳng. Thế thì chính vì những chỗ nổi ra lõm vào như thế này mà cái chất thải của chúng ta nó thẳng mạch tuyệt ra là phân, chúng ta nó đi ở giữa cái đại tràng là do cái nhu động ruột nó đẩy ra rất là tốt. Nhưng mà ở thành đại tràng thì chưa chắc. Nó có hốc mà. Các bạn hình dung như là dòng sông nước chảy mà hai bên bờ nó có những cái chỗ nó hõm vào đấy. Đặc biệt là miền Tây mà các bác ấy hay làm cái đào cái ụ mà cho xuồng vào thì thường là lục bình bèo rồi ăn lục bình rồi rác lại nằm ở trong đó nó không ra. Cái đại tràng chúng ta nó cũng vậy thôi. Và một điều nguy hiểm nhớ là rất nhiều trong cái thời đại mà kinh tế phát triển, nó không còn nghèo ngày xưa nữa, cho nên là người ta có xu hướng là ăn thịt cá nhiều, tức là ăn thức ăn từ động vật nhiều. Thì vấn đề này nó là thiếu chất xơ, và các cái mảng bám ở trên từ chất thải đấy nó sẽ chám mỗi ngày một chút vào cái đại tràng, và lâu ngày đại tràng nó co bóp thì nó lại trở thành một cái vê vo, lại nó trở thành như là cái cục tròn tròn đấy đó. Thế thì nó nằm ở đó, nó bám chắc thành đại tràng. Và khi có bạn là đi vệ sinh đại tràng thì nó có đi cầu ra những cái viên thì các bạn lại bảo là sỏi, các bạn lại bảo là sỏi gan nó ra, các bạn lại bảo là sỏi thận nó ra. Xin thưa các bạn, đó là những cục phân ở trong hốc đại tràng, nó xuất hiện những cái túi thừa ở đại tràng đó. Thế thì cái đại tràng của chúng ta nó cực kỳ quan trọng, nó là nơi sản xuất ra các axit amin, vitamin và khoáng chất, nó là cái nơi mà cung cấp năng lượng cho cơ thể ở dạng nhiệt năng. Thế thì các bạn thấy chính vì hai cái chức năng này nhá mà hầu hết các tế bào của chúng ta không có một tế bào nào
mà không cần đến cái axit amin vitamin khoáng chất cả, nhưng chúng này được sản xuất từ đại tràng. Cho nên nguồn gốc của bệnh tật nói chung, nguồn gốc của ung thư nói riêng đều xuất xứ từ đại tràng là có cơ sở chứ không phải là không. Cho nên là giáo sư Nguyễn Hữu Khai ông có nói là muốn sức khỏe tốt, muốn không bị ung thư hãy thương ngay mấy đại tràng là như vậy. Thế là cái sản phẩm táo của chúng ta nó giải quyết được bài toán này. Nó giải quyết được bởi vì ở trong đó có thành phần của gì? Của chất sơ tan, đó là chất chất sợi hòa tan pi-son 2 này, nó sản xuất từ cái lõi ngô đó các bạn. Nó là rất giàu chất xơ, mà chất xơ được hòa tan. Nói đến chất xơ hòa tan, chúng ta phải nghĩ ngay đến cái chuyện mà chúng ta đang bị sai lầm. Hầu hết đại đa số là mọi người ở ngoài xã hội đang bị sai trong vấn đề ăn uống. Thứ nhất là sai là do ăn thiếu chất xơ, tức là ăn rau củ quả thì ít mà ăn thịt cá trứng sữa thì nhiều. Đó vấn đề thứ nhất là thiếu chất xơ cho đại tràng. Thiếu chất xơ cho đại tràng. Cái thứ hai nữa là nhai không chuẩn. Tạo hóa bắt chúng ta phải nhai, ra lệnh chúng ta phải nhai một miếng ít nhất phải 32 nhịp. Cho nên là người đã, tạo hóa nhắc chúng ta là cho chúng ta cái cơ cấu tổ chức hàm răng ta 32 chiếc. Thì cũng có người là mọc đủ, có người mọc không đủ, nhưng mà cơ cấu tổ chức là 32. Thế thì mỗi miếng phải 32 nhịp là tối thiểu. Nhưng mà nhiều nháo là rút luôn. Đặc biệt là chuẩn bị mùa hè này các bạn. Ở ngoài Bắc ấy mà, miền Bắc Việt Nam ấy thì trời nóng. Thì ngoài có phong tục là canh cua rau đay hoặc canh mùng tơi, đặc biệt là canh cua, nấu cái rau đay. Thế thì chưa đặt vào môi nó trôi vào cổ rồi, nuốt luôn. Như vậy là không nhai luôn chứ đúng là 32 nhịp nữa. Tức là nhai phải hóa lỏng, nhưng mà chưa hóa gì thì đã đi vào bao tử rồi. Thế thì vấn đề này nó liên quan cái gì đến đại tràng? Vấn đề này liên quan rất lớn luôn. Bởi vì đại tràng chúng ta xuất được chất amin, chất cần một nguồn nguyên liệu, đó là chất xơ. Thế cái lỗi đầu tiên là ăn ít rau củ quả cho nên là thiếu chất xơ. Cái lỗi thứ hai nữa là nguyên liệu đó chưa được chế biến, tức là chưa được nhai kỹ, nó còn to lắm, nó còn lớn lắm, cho nên vi khuẩn vào trong đó nó khó nó khó chế biến ra các axit amin vitamin khoáng chất. Đó là cái lỗi, hai cái lỗi đầu tiên. Cái lỗi thứ ba nữa là cái lỗi lạm dụng thuốc chữa bệnh quá đáng, đặc biệt là thuốc tây. Hu hi một chút là dùng kháng sinh, mà các bạn biết là kháng sinh nó tiêu diệt lợi khuẩn ở trong đại tràng rất nhiều. Trong cơ thể, trong đại tràng chúng ta nó có từ khoảng từ 60 đến 120 ngàn tỷ vi khuẩn. Mỗi một ngày 17 ngàn tỷ vi khuẩn được đẩy ra ngoài thay mới. Các bạn thấy một cái lượng vi khuẩn rất lớn thế, hàng ngày, hàng giờ cần mẫn làm việc để tạo ra những cái thứ mà cơ thể chúng ta, thứ mà tế bào đang cần, thì chúng ta lại không cung cấp nguyên liệu cho nó, không cấp thức ăn cho nó. Trong quá trình vi khuẩn nó lên men chất xơ đấy, nó tiêu hóa chất xơ đấy, nó lên men ấy, thì nó tạo ra vitamin khoáng chất, axit amin, rồi nó phóng thích cả ra nhiệt độ nữa. Đó là những yếu tố cực kỳ quan trọng mà ta quên mất, đó là cái lỗi của chúng ta. Rồi chúng ta lại giết nó bằng cách thẳng tay luôn, không thương tiếc luôn. Bằng gì? Bằng uống nhiều rượu bia đối với nam giới. Bằng gì? Bằng sử dụng thuốc kháng sinh vô tội vạ. Thì đó là những vấn đề mà chúng ta đang làm nguy cơ hại đến cái đại tràng của chúng ta. Còn ngoài ra vấn đề là vận động, lười vận động nữa, thì nó cũng làm kém cái nhu động ruột, tức là kém hoạt động của đại tràng. Và trong đó là có một cái lỗi cực kỳ quan trọng mà ít ai để ý, đó là gì? Không biết yêu thương đại tràng. Có nghĩa là gì? Chúng ta không vệ sinh nó. Khi chúng ta không vệ sinh nó thì cái mảng bám hàng ngày đấy chúng ta ăn vào đấy, nó tạo ra mảng bám và nó có chám vào thành đại tràng. Thì cái mảng bám này nó sẽ ngăn cản quá trình tiếp cận của vi khuẩn đối với chất xơ. Thế thì vi khuẩn là những nhà máy sản xuất, chất xơ là nguyên liệu. Chúng ta vừa cung cấp thiếu nguyên liệu, chúng ta vừa cung cấp nguyên liệu thô và quá thô, chúng ta lại ra tay tiêu diệt nhà máy, chúng ta lại ngăn cản hoạt động của công nhân nhà máy. Thế thì
Các bạn hình dung chúng ta có khỏe được hay không? Có khỏe được không? Tế bào của chúng ta thiếu các acid amin, vitamin và khoáng chất. Thế thì nói đến đây thì có bạn nói rằng ô anh ơi nói gì thiếu ra ngoài tiệm thuốc tây mua, quảng thuốc mua nhiều lắm, anh muốn mua lại vitamin là không có. Ok đúng. Nhưng có một cái, có hai vấn đề mà chúng ta cần lưu ý. Vấn đề thứ nhất là những cái gì của tự nhiên, của tạo hóa ban tặng trực tiếp cho ta thì cơ thể ta hấp thụ rất tốt. Còn cái gì thông qua con đường hóa chất thì nó thụ rất kém. Cái bằng chứng rất rõ là các bạn uống vitamin B1 đấy. Các bạn uống một liều đây chỉ 2 tiếng hồ sau các bạn đi tiểu là có mùi khai, à có mùi B1 rồi. Nhưng các bạn ăn thực phẩm rất giàu B1, ăn nhiều bao nhiêu nữa các bạn đi tiểu vẫn không ra mùi của B1. Đó. Đó là những vấn đề mà chúng ta thấy rất là rõ, đúng không ạ? Thế thì chúng ta gì? Chúng ta sử dụng vô tội vạ. Và chúng ta đã quá ỷ cái thân mình, cái thân xác của mình vào hóa chất. Cho nên tế bào ta không thể khỏe được. Xuất xứ từ đại tràng, từ có nguyên nhân từ đại tràng. Vấn đề thứ hai nữa thì ở đây, à quên đấy, à, cái vấn đề bây giờ chúng ta sẽ thấy được cái tác dụng của đại tràng thế rồi. Vậy thì ở đây chỉ cần mỗi một cái PSN2 thôi thì nó đã giải quyết được bài toán cho chúng ta về đại tràng. Vì sao? Bởi vì đây là chất xơ. Bột PSN hoàn toàn gần như mình nói gần như 100% là chất xơ. Gần như 100% chất xơ, hoàn toàn không có năng lượng. Vấn đề nữa là gì? Đây là chất xơ tan, tức là người ta đã chế biến nó quá nhuyễn rồi. Cho nên là khi đi vào đại tràng vi khuẩn nó thích vô cùng luôn. Rất hợp với đó. Ngoài đối với sức khỏe chúng ta đấy, thì chúng ta sẽ cảm nhận được ngay khi mà chưa dùng này, trong vòng chỉ tối nay mà các bạn dùng, sáng mai các bạn sẽ thấy. Thấy ngay. Thấy ngay và luôn. Mình bảo đảm không 100% đâu, nhưng mà cứ 10 người thì 9 người là cảm nhận chắc chắn là cái này nó vào đại tràng, nó tăng cường nhu động ruột rất là nhanh. Và các bạn sẽ hôm sau các bạn đi cầu rất nhẹ nhàng. Và cái lượng phân của ngày hôm sau nó nhiều hơn bất cứ những ngày nào trước đó. Thế có những bạn này bảo hỏi tôi, anh ơi sao hôm nay em đi cầu rất là nhiều thế? Không có sao không anh? Nó có sao đấy em. Sao đầy trời đấy, có sao là cái gì đâu. Thì một là em giữ phân lại, nằm của hồi môn nhá. Hai là cho nó ra. Có thế thôi, nếu em quý phân của em thì em đừng uống nữa. Có sao đấy. Cái sao này nó làm cho em khỏe lên đấy. Có em giữ lại thì tùy em. Làm sao mà không có sao được, phải có sao chứ, sao đầy trời rất là khác. Cho các bạn cứ uống tối nay thì mai là đầy sao đấy. Sao bọc ban ngày luôn. Đó. Thế thì cái bột PSN2 nó giải quyết cái bài toán đại tràng này cực kỳ hiệu quả. Cho nên tất tần tật những người có vấn đề về đường tiêu hóa thì cái này là cái gọi là cực kỳ tốt cho các bạn. Và đặc biệt những người có vấn đề liên quan đến đại tràng như là táo bón, viêm đại tràng, táo bón thì đây là gì? Đây là mình không dám nói là thuốc. Vì không cho phép mình nói là thuốc. Nhưng đối với riêng cá nhân mình thì mình bảo đó là thuốc. Đối với riêng mình nhá, chứ mình không nói với các bạn nhá. Riêng cá nhân là mình cho nó như vậy. Bởi vì sao? Mấy cái người mà bị táo bón ấy, mình cho uống, mình bảo cái này thì không phải là thuốc. Nhưng mà thế thì không phải thuốc, sao uống cho khỏi bác. Nhưng đối với bác thì bác bảo đó là thuốc. Đối cá nhân bác, cho nên bác không dám nói. Bởi cái này liên quan đến pháp luật rồi. Nhưng quá tội là người ta uống vào, người ta thấy sướng thật. Thế mới sao hỏi bác ơi, cái này em nghĩ nó phải hơn thuốc bác ạ. Thôi cái đó chuyện của bạn, mình không dám nói. Bây giờ thứ hai về chăm sóc sức khỏe nữa là chúng ta thấy thì vấn đề ở trong cơ thể chúng ta, mình vẫn khuyên mọi người đấy, chúng ta chỉ cần giữ ba bộ phận khỏe thôi nha, ba bộ phận khỏe thôi, ngoài yếu tố tâm lý ra mình không nói nha, ba bộ phận khỏe thì tất cả các bộ phận khác nó sẽ khỏe theo. Đó là gì? Một là đại tràng, hai là gan, ba là thận. Thế để giải quyết vấn đề gan đấy thì chúng ta có tinh chất từ rễ củ cải đỏ. Cái này nó bài độc rất là tốt. Nó khỏe cho gan, chống oxy hóa, tăng cường miễn dịch, tốt cho tim mạch,
và tốt cho cả hệ hô hấp nữa. Cái củ cải đỏ này nó giống như cái củ hành tây đấy, nhưng mà nó không phải màu trắng như hành tây mà nó là màu đỏ nha các bạn, đừng nhầm lẫn củ cải đỏ với lại củ hành tây nhé. Rồi ở đây các bạn thấy trên màn hình có cây nô hội, nó rất giàu các cái vitamin, ví dụ như là vitamin A, vitamin C, vitamin E. Đấy, thì những cái vitamin A về tốt cho mắt này, C cho có tự do này, còn phụ nữ đẹp này, E đấy tiếng Việt, tiếng Anh kiểu E đấy, giúp chống gốc tự do, cung cấp khoáng chất, nó còn có khoáng chất đấy các bạn, là gì? Đồng, kém, xinen, natri vân vân, giúp cho hệ thống enzyme của cơ thể khỏe mạnh. Đây là hệ thống enzyme ở trong cơ thể của chúng ta, cho tế bào nó sản xuất ra, chứ không phải là mua ngoài mà không phải ăn ở ngoài. Trong cơ thể chúng ta nó có hai hệ thống enzyme, đó là enzyme nguyên mẫu và enzyme chuyên biệt. Trong cái nhóm enzyme chuyên biệt thì nó có cái enzyme là tiêu hóa và enzyme chuyển hóa. Enzyme tiêu hóa chỉ sản sinh ra ở hệ tiêu hóa. Thì với cái tinh chất từ cây lội này, nó sẽ làm cho hệ thống enzyme chúng ta khỏe lên đấy, khỏe lên đấy. Nó cân bằng độ pH của cơ thể. Nếu như máu của chúng ta mà độ pH xuống dưới 7 chấm, tức là cơ thể axit đấy, là chúng ta không tồn tại ở sống đâu. Nhưng mà giả sử máu rất là cao tốt là không phải đâu. Nếu mà lên có khoảng 7.5 gần 8 chấm thì chúng ta cũng chẳng mà cứ quá đời này được. Máu chúng ta chỉ từ 7.35 đến 7.45 thôi. Đấy, thế thì cái tinh chất này nó cân bằng độ pH cho cơ thể. Mà đặc biệt đấy là các bác nào mà ăn nhiều động vật ấy mà, chất từ động vật đấy, là máu của các bác là có xu hướng axit hóa, tức độ pH nó thấp. Thì với cái này nó nâng độ pH lên cho các bác, rất tuyệt vời. Và đặc biệt những bệnh nhân ung thư, bệnh ung thư rất cần cái điều kiện này. Nó kháng viêm, nó khỏe, vẫn tiếp tục là giúp cho lá gan, chống táo bón, tốt cho bệnh nhân tiểu đường type 2, đẹp da và chống tốt hệ tiêu hóa vân vân. Rồi ấy, để bảo vệ tiếp lá gan và mạch máu của chúng ta kẻ bị ung thư thì có cây kế sữa. Kế sữa thì các bạn chắc nhiều bạn biết rồi. Rồi các bạn đi ra ngoài siêu thị, các bạn có thấy cái rau bina đấy. Rau bina nó bán ở ngoài siêu thị cũng nhiều đấy. Thì ở đây có chiết xuất từ cái rau bina đó, tốt cho hệ thần kinh, cơ bắp, giảm huyết áp và hệ xương khớp, kiểm soát được trong máu. Thế thì với những chức năng mà mình vừa mới lướt qua như vậy thì các bạn thấy điều gì xảy ra? Cái điều xảy ra là sản phẩm táo này nó đã giải quyết được cái bài toán làm sạch hệ tiêu hóa, tăng cường nhu động ruột, cực kỳ tốt cho gan, đào thải chất độc cấp độ tế bào. Mình nói tế bào là từ chung nhất, vì tế bào ở trong cơ thể là thì bộ phận nào nó cũng giải quyết, chống gốc tự do. Như vậy thì nó giống như bất cứ một sản phẩm làm sạch nào ở trên thị trường, không gì khác cả. Còn cái điều khác biệt ở sản phẩm này là gì? Là được chiết xuất từ tế bào gốc của táo hoang thủy sĩ. Cái chiết xuất của cái chất này khi đi vào cơ thể nó lại tạo ra một cái môi trường thứ hai nữa. Lúc nãy mình nói các bạn là môi trường thứ nhất. Từ cái môi trường dơ bẩn, mất vệ sinh, nhiều gốc tự do chuyển sang môi trường gì? Sạch sẽ, triệt tiêu gốc tự do. Đó là môi trường thứ nhất, giống như bất cứ sản phẩm nào thị trường. Nhưng với chiết xuất từ tế bào gốc táo hoang thủy sĩ thì nó tạo ra một cái môi trường thứ hai cực kỳ tuyệt vời, đó là gì? Nâng cao hiệu suất nhá, nâng cao hiệu suất của tế bào gốc để nó tạo ra các tế bào chuyên biệt. Cơ thể chúng ta là tế bào, được tế bào chúng ta là các bộ phận là do tế bào gốc nó hình thành ra. Nếu như nguồn tế bào gốc ta hết thì chúng ta không còn thể sống nữa, cho nên phải biết tiết kiệm tế bào gốc. Mà cái tiết kiệm hay nhất là nâng cao hiệu quả của nó. Đó là hay nhất. Thì cái tế bào, cái sản phẩm này nó giúp cho chúng ta tạo môi trường này là nâng cao hiệu suất hoạt động của tế bào gốc, nâng ngăn chặn ánh sáng bước sóng cực ngắn. Và cho nên là gì? Với tác dụng này mà cái da của chúng ta, các bạn, tế bào da nó chỉ có mười mấy ngày thôi, cái tuổi thọ đấy. Cho nên là khi mà sử dụng cái sản phẩm này thì các bạn sẽ bị người ta quở đấy, quở chắc luôn đấy, quở cái gì? Cái nước da hơi xấu chúng ta sau khi sử dụng chừng khoảng chỉ một tháng thôi chứ không còn lâu đâu, thì nước da ta đã thay đổi. Vì sao?
là tế bào gốc của chúng ta, tế bào nó hoạt động rất mạnh để tái tạo tế bào da mới, cho nên là nó đẹp da thôi đó. Cho nên là những bạn nào mà thích đẹp thì đây chính là gì? Đây chính là bảo pháp tuyệt vời của các bạn. Cái đặc biệt thứ ba nữa là gì? Cái đặc biệt thứ ba nữa là ở đây nó còn có cái chiết xuất từ cái tế bào gốc của giống của cái nhân sâm hoang dã. Thế thì cái chất này nó lại có một cái tạo ra một cái môi trường thứ ba. Đó là gì? Đó là một cái môi trường khắc chế hoạt động của tế bào ung thư, mà thậm chí nó tiêu diệt luôn. Vì sao lại phải đưa cái này vào? Bởi vì người ta sẽ thấy ở trong trong cơ thể của mỗi người chúng ta đấy, các bạn sẽ thường nói là cái vi trùng cốc ấy mà, nó ở trong người đấy, vi trùng nào đấy thì ai cũng có, nhưng mà có đủ điều kiện cho nó thì nó sẽ phát huy đấy, và chúng ta sẽ phát bệnh đấy. Và tế bào ung thư trong con người cũng vậy thôi, nó là tế bào thường biến thái ra. Vậy thì bạn nào dám khẳng định trong cơ thể các bạn là tuyệt đối không có tế bào ung thư không? Có ai dám khẳng định điều này không? Mình nghĩ là chắc không ai dám. Cho nên thấu hiểu điều này, công ty Martinai đã đưa cái tế chiết xuất từ tế bào ung thư bằng dái vào để gì? Để có tế bào ung thư ở đâu đó đang làm, đang phục kích để gì? Để hại chúng ta đấy. Thì cái này nó vào nó xử lý trước. Thế các bạn thấy đây là một điều tuyệt vời đúng không ạ? Cho nên mình nói là sản phẩm này mặc dù nó chẳng qua chỉ là sản phẩm làm sạch, nhưng nó tạo ra ba cái môi trường cực kỳ quan trọng đối với cơ thể của mỗi con người. Đó là gì? Thứ nhất là chuyển đổi từ môi trường dơ bẩn, nhiều gốc tự do sang môi trường sạch sẽ, triệt tiêu gốc tự do. Môi trường thứ hai là làm giúp cho tăng hiệu suất hoạt động của tế bào gốc con người, chứ không phải tế bào gốc ở ngoài tôi uống vào các bạn, không phải con dê con cừu đâu. Thứ ba là gì? Là cũng tạo ra một cái môi trường khác biệt nữa để gì? Để khắc chế và thậm chí tiêu diệt tế bào ung thư đó. Thế thì cái sản phẩm nhất mình chia sẻ các bạn như vậy. Và đây là những người mẫu ở bên Đài Loan, những người này, mấy năm cô gái này là rất là thành công, kể cả về gia đình, kể cả về tài chính, và kể cả về gì? Nhan sắc. Cho nên các đài truyền hình Trung Thiên, người ta đã mở cô lên, người ta phỏng vấn. Và các cô đi thì các cô muốn gửi đến khán giả, đến cộng đồng một thông điệp. Cho nên các cô cầm theo cái hộp táo đấy các bạn. Cái cô ngồi giữa đấy, cầm hộp táo đấy. Thế thì cái hộp táo đó, đây mình vừa uống xong rồi các bạn. Đây, để nguyên nó như này đây. Và mình kéo ra nó như này. Các bạn thấy này. Đó. Cái này, hộp này mình đang uống mà. Thế họ muốn được cho chúng tôi uống cái này đi. Uống táo đấy. Đó. Cái sản phẩm thứ hai mình muốn gửi đến các bạn, đó là sản phẩm được mệnh danh là cứu tinh của nhân loại. Bệnh tật đến con người với sản phẩm thứ nhất là gì? Là làm sạch, làm sạch, đào thải, triệt tiêu tự do, đào thải độc tố, tạo ra môi trường mới. Thì cái sản phẩm thứ hai này nó lại khác, nó lại nghiên cứu, người ta đã nghiên cứu, người ta nhìn vào khía cạnh góc độ khác của sức khỏe con người. Bệnh tật đối với con người không hẳn là cứ là chỉ có cái nguyên nhân về tâm lý, chỉ có cái nguyên nhân về gì, về độc tố, mà bệnh tật đến với con người còn có một cái nguyên thứ hai mà ít người để ý tới, đó là gì? Đó là ăn thừa, tức ăn nhiều, ăn dư đấy. Đấy các bạn ạ, thừa. Và các bạn nhớ nhá, khi mà trong cơ thể đấy nó có khả năng đào thải, gan là cái bộ phận là thanh lọc lớn nhất của cơ thể chúng ta. Nhưng mà gì? Những cái gì nó nhận biết được nó là cái thứ không cần thiết cho con người, ví dụ chất độc, thì nó cho ra ngoài, nó đào thải ra. Nhưng mà tất cả đào thải, không đào thải nữa, chỉ qua chỉ là tương đối thôi, không chỉ đối được đâu. Nhưng mà cái gì không phải là chất độc mà cơ thể nó cần thì nó lại không mang ra đâu. Vậy thì nó là cái gì? Xin thưa các bạn, đó chính là lượng đường các bạn. Cái lượng đường mà chúng ta ăn vào này, cái lượng đường chúng ta ăn vào, bởi cơ thể tế bào chúng ta nó cần một cái nhóm đa lượng có ba chất. Một là glucid,
glucid đi vào cơ thể nó chuyển hóa thành đường glucose đấy. Thứ hai là nhóm lipid hay còn gọi là mỡ đấy, chất béo đấy. Nhóm thứ ba là nhóm protein của chất đạm. Đó. Thế thì riêng cái đường này thì theo tính toán của các nhà khoa học Hoa Kỳ, tức là Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, người ta công bố rằng đối với phụ nữ chỉ cần 24 gram trong một ngày và đối với nam giới cần 34 gram trong một ngày. Đó là mức trung bình. Còn đương nhiên những vận động viên, những người hoạt động mạnh ấy thì có thể cần cao hơn một chút, cũng không nhiều. Đó. Nhưng mà mỗi một ngày chúng ta ăn, các bạn nhìn đấy nhá, ở trên màn hình các bạn thấy một chén cơm ngoài Bắc hay gọi là cái cúng này, ở trong miền Nam là cái gì mình không biết nữa. Chén cơm đầy như này, có ngọn cao như này thì đã gấp đôi lượng đường mà cơ thể nhu cầu rồi, à mà tế bào nó đòi hỏi rồi, gấp đôi rồi đấy. Một chén cơm này là phải đáp ứng lượng đường cho 2 ngày. Nhưng mà có khi nào chúng ta ăn, ví dụ cái này mà làm 2 chén thì làm sao mà chúng ta ăn ngày có 2 bữa cơm đâu, ăn nhiều đó. Ngoài ra còn ăn những chất ngọt khác nữa, cho nên ấy, cái lượng đường vào trong cơ thể chúng ta rất là dư. Mà khi đường dư như vậy đấy thì các bạn ạ, nó dẫn đến bệnh tim mạch, nó vẫn là đủ thứ. Mình nói sơ qua về cái đường dẫn của nó. Lượng đường khi đi vào cơ thể, đi qua ống tiêu hóa thì nó hấp thụ vào gan. Gan trở thành cái kho dự trữ và từ gan xuất đường đi. Nhưng mà đầu ra của gan đấy, đầu ra của gan đấy, mình nói về đường nhé, thì gần như là một hàng số. Mình nói gần như chứ không phải là chính xác hàng số đâu. Gần như một hàng số. Lượng đường ở gan xuất ra được khá ổn định. Và với một lượng đường ổn định như vậy thì cái lượng đường đầu vào của gan không ổn định. Khi ăn thì nó tăng, mà trong bụng có gì thì nó không có luôn. Nhưng mà tổng lượng đường trong một ngày đầu vào nhiều hơn đầu ra, bởi vì chúng ta nhu cầu một ngày chỉ có vực chén cơm thôi mà. Nó ta ăn vực chén cơm một ngày đâu. Cho nên là nó dư. Vậy thì dư nó sẽ nằm ở gan. Nhưng mà khổ nỗi gan không lọc đường ra ngoài. Bởi vì sao? Bởi vì cơ thể nhận biết đường không phải là chất tế bào không cần, cho nên là không được đào thải ra ngoài. Đó. Mà có đào thải ra ngoài chăng nữa thì nó cũng đào thải xuống đâu? Xuống cái đầu, cái khúc mà tá tràng, tức là cái khúc ruột mà giáp cái dạ dày đấy, thì nó có hấp thụ ngược trở lại rồi. Đó. Nó thành cái vòng luẩn quẩn vậy thôi. Nhưng thực ra nó không có xuống. Thế thì gan trở cái kho. Và ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, cái kho này nó to lên. Vì sao phải to? Bởi vì đường ngày nào cũng dư, cũng nạp vào đấy nó dư. Nó dư thì nó phải sẽ to cái kho nó chứa. Mà đến khi nó không còn khả năng nó chứa nữa thì lúc này là nó gì? Nó chuyển hóa. Cho nên các bác thấy đấy, những người càng về sau này bụng càng to là như vậy. Là gan nó to ra đấy. Và những người bụng to thì đi xoay gan kiểu gì cũng nhiễm mỡ. Đấy. Trên vòng bụng tăng 2 thì vòng đời nó giảm 1. Thế khi gan nó chuyển hóa đường này thành chất béo, hay mình gọi là mỡ đi nha. Thế thì cái chất béo này, cái mỡ này nó đi đâu? Nó đi vào trong máu. Đi vào máu. Nó làm ở gan, nó đi vào máu làm ở gan thành gì? Gan nhiễm mỡ. Nó đi vào máu thành cái gì? Thành máu nhiễm mỡ. Mà máu nhiễm mỡ thì máu sẽ xuất hiện tình trạng là bông mỡ. Bông mỡ là một cái hiện tượng mà các cái hồng cầu ở trong máu nó được liên kết với nhau thành từng chuỗi một, mà giới Tây người ta gọi là bông mỡ. Như cái xe ngoài đường nó không đi từng chiếc một chiếc lẻ ra, mà cái đấy cái dây này, cái xe này nó nối nhằng với cái xe kia đi ấy. Các bạn hình dung nó như thế cho nó dễ. Và cái hiện tượng bông mỡ này nó là nguyên nhân của các bệnh gì? Tai biến đột quỵ và nhồi máu cơ tim. Xin thưa các bạn, hôm nay mình có các bạn luôn một cái thông tin. Những người bị tai biến ấy, hầu như nhá, 80% không phải là do xuất huyết não đâu. Không phải đâu. Được, các bạn đừng nghĩ là các bạn đâu vỡ mạch máu trên đầu nó xuất huyết đâu. Nó chưa vỡ thì đã tai biến rồi. Vì sao? Máu nhiễm mỡ, bông mỡ này nó ách tắc, nó đi đến chỗ nào nó khó đi quá thì nó tắc. Nó bị ách lại. Và nó ách lại vùng nào thì vùng nó có chuyện. Vùng có chuyện là hiện tượng tai biến, chủ yếu là hiện tượng gì? Tế bào vỏ não bị thiếu máu, tức không có máu nuôi,
các đoàn xe Hồng Cầu nó chở, nhưng mà nó kết thành chuỗi, nó đứng ở ngoài các ba đường nó không vào, thế là tai biến đấy. Rồi những trường hợp mà đang ngồi nói chuyện như này gục xuống chết, cái trường hợp này nó về tim. Nó này không phải chủ đề này mình nói nhiều. Những trường hợp chết bất đắc kỳ tử đó là do cái này đây. Còn cơ chế như nào thì các bạn nào ngồi gần bác sĩ các bạn hỏi luôn, các bác có giải thích cho, cái này rất là dễ. Rồi cái mỡ này nó di chuyển vào thành mạch máu, nó tạo lên một cái hiệu ứng, đó là gì? Cholesterol. Nó làm cho tiết diện dẫn máu của mạch máu bị hẹp trở lại. Và nếu như mà các bạn còn thêm cái thiếu vitamin K2 nữa, thiếu canxi nữa, thì đặt ten là không tránh khỏi. Mà bạn nào đã đặt một ten rồi thì chuẩn bị đặt cái ten thứ hai. Chuẩn bị đặt ten thứ hai, chứ không phải bằng một ten mà đã xong đâu. Thứ hai xong rồi thì bị đặt ten thứ ba. Khi một mạch máu đã bị đặt ten rồi thì tất cả các chỗ khác nó cũng hư rồi, nhưng mà không làm được đâu. Rồi cái máu, cái mỡ này đi đâu? Nó theo máu mà, nó theo máu đi tất cả các tế bào cơ thể, nó đi đến đâu thì nó gây đến một cái hiện tượng là ngăn cản quá trình trao đổi chất của tế bào. Thế các bạn hình dung đi, mỗi một tế bào là một nhà máy, mà nhà máy này bị ngăn cản trao đổi nguyên nhiên vật liệu thì nhà máy này có tạo ra sản phẩm đủ và đúng và tốt hay không? Đương nhiên là không. Ví dụ như là nó đến tế bào beta thì nó ngăn cản hoạt động của tế bào beta, thì đương nhiên tế bào beta chức năng là sản xuất insulin, mà đã không sản xuất đủ insulin thì cơ thể bị thiếu insulin, mà thiếu insulin thì không có đường nào chạy thoát được là cái tiểu đường đó. Nó tóm lại đi đồ nó phá đó, cho nên là gì, cái máu là cái dư đường cực kỳ nguy hiểm. Cái này chính là mỡ nội tạng các bạn đấy, mình nói các bạn là mỡ nội tạng đấy. Cái dư mỡ nội tạng là cực kỳ nguy hiểm luôn, nó sinh ra đủ chứng bệnh. Cái vấn đề mỡ nội tạng nó là gì, là nguyên nhân của vô số các loại bệnh của cơ thể, và nguyên nhân của mỡ nội tạng chính là đường dư ở gan. Mà nguyên nhân của đường dư ở gan là do gì, là do ta ăn dư. Mà nguyên nhân để cho thằng dư để nó vào ấy, là ta chưa có giải pháp ở đường ruột. Đấy, các bạn thấy không, rõ ràng không? Vậy thì cái bảo nhiên nó làm cái gì? Trước khi nói làm cái gì thì mình thông báo các bạn một cái thông tin rất là tốt. Có nghĩa là gì? Cách đây khoảng mười mấy năm rồi thì người ta, các ngành chuyên môn người ta đã có một cảnh báo là cái số bệnh nhân tiểu đường và những người có nguy cơ cao mắc bệnh tiểu đường đã chiếm tới 30-33% dân số. Ghê chưa? Nhiều như thế đấy. Vậy thì bảo nhiên nó giải quyết gì bài toán mà như đấy giờ mình nói với các bạn. Đây là cơ thể sẽ như nào khi bị thiếu đường, à khi bị thừa đường, béo phì này, rồi tiểu đường này, bệnh tim mạch này, sâu răng, nó rất nhiều lắm. Hầu hết các bệnh, rất nhiều bệnh nào nó cũng phải nhúng tay vào được. Vậy thì cái bảo nhiên này thành phần nó là cái gì? Ở đây chúng ta thấy là trên màn hình các bạn thấy đấy, nó có 6 chất nha, có 6 chất, có 6 hoạt chất. Cái hoạt chất đầu tiên mình muốn chia sẻ các bạn đó là gì? Đó là hoạt chất từ cái lá dâu tằm. Dâu tằm chúng ta nuôi tằm ăn đấy, nuôi tằm lấy tơ đấy. Thế thì với cái hoạt chất này ở trong sản phẩm này khá cao đấy. Thế thì với cái hoạt chất này khi mà đưa vào cơ thể, tức là vào ống tiêu hóa, thì nó sẽ kết hợp với cholesterol để ống tiêu hóa, nó sẽ kết hợp với cái cholesterol thực phẩm chúng ta ăn vào, nó tạo thành cái bẫy nằm ở ống tiêu hóa, mà chính xác là nó nằm ở cái đường ruột, ruột non đấy. Cho nên khi mà chúng ta ăn tinh bột, chúng ta ăn đường đi vào trong nó, thì nó sẽ gặp cái bẫy này, nó sập lại. Tức là đường đấy, đường bị cái bẫy này giữ lại, theo nhu động ruột ra ngoài, à, không vào gan nữa. À, nói như vậy thì có nghĩa là gan ta bị không có đường thì cơ thể ta tế bào chết sao? Các bạn yên tâm. Các nhà khoa học ở công ty Medline người ta đã tính toán rồi, các bạn không phải lo. Với cái hàm lượng như thế nào? Tức là gì? Người ta chỉ lấy đi có 70% lượng đường thôi,
đang than vào đấy, còn 30% vẫn cho đi về gan để làm gì? Để gan cung cấp đường cho tế bào chứ. Đấy. Thế thì như thế nào để đạt 70%? Có nghĩa là trước bữa ăn chúng ta dùng, trước bữa ăn 30 phút đấy chúng ta uống 2 viên bảo diên, thì 70% lượng đường chúng ta ăn vào sẽ được cái bẫy này nó hút nó đưa ra ngoài. Còn 30% vẫn phục vụ cơ thể. Là tính toán với 30% là đủ đấy. Yeah. Thế là rõ ràng các bạn thấy điều đặc biệt của sản phẩm này là cái gì? Đây là một cái sản phẩm mà đánh vào nguyên nhân của nguyên nhân của nguyên nhân của nguyên nhân sinh ra bệnh. Tại sao mình nói nhiều cái từ lặp lại như thế? Rồi đấy mình nói rồi. Bệnh vào chỗ nào đó? Yeah, bệnh chỗ nào đó? Là do đường, là do mỡ nội tạng, do đường, dư đường. Đấy. Mỡ nội tạng là xuất xứ từ đường. Đường xuất xứ từ gan. Gan xuất xứ từ ruột. Và ruột ấy thì có lá dâu. Rõ ràng đánh từ gốc không? Như vậy thì chỉ cần với cái tinh chất này thôi thì đã giải quyết được mấy vấn đề. Vấn đề thứ nhất là gì? Là giảm tải cho nó gan. Gan đỡ phải cái công để chuyển hóa đường thành mỡ. Đây, giúp cho lá gan ta khỏe hơn. Đây là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là gì? Vấn đề thứ hai thì cũng từ cái này mà nó đưa ra nhiều cái thứ hai, thứ ba. Vì gan đã không phải chuyển hóa đường rồi thì làm gì còn đường để mà chuyển hóa mỡ nữa. Đường gluco từ ở ống tiêu hóa trở thành collagen vào gan, và lại từ collagen chuyển thành đường gluco ra máu để nuôi tế bào thôi. Nha. Thế là rõ ràng gì? Đây là nó đánh vào nguyên nhân của nguyên nhân sinh ra bệnh, chứ không phải là đánh vào gì nguyên nhân sinh ra bệnh nữa, mà đánh vào nguyên nhân của nguyên nhân. Thì các bạn thử xem ở trên thị trường hiện tại bây giờ có sản phẩm nào mà đánh sâu xa được như vậy hay chưa? Đánh vào không những vào gốc mà đào gốc chóc rễ đến cái cuối cùng luôn. Đó. Cái chất thứ hai, capsaicin, là kích hoạt hệ tiêu hóa. Tại sao mà có cái này? Bởi có nhiều người là lại không dùng táo nha, uống mỗi cái này thôi. Thế thì khi mà cái đường được cái lá dâu, cái tính chất lá dâu đấy nó giữ lại làm ống tiêu hóa rồi, thì lại được capsaicin nó kích thích nhu động, nó kích thích ống tiêu hóa nha, nó làm cho nhu động tăng lên mà nhanh chóng đẩy mày ra ngoài. Đó, các bạn thấy không? Ngoài ra sản phẩm này còn có chất là gì? Cách tốt, nó giải quyết vấn đề về giải độc máu. Những bạn mà hay bị dị ứng ấy mà, có người ta nói bộ cái bệnh này đang vào máu rồi khó chưa lắm nha, thì đây cũng là một cái giải pháp cho các bạn. Nó giúp giảm cholesterol, thì giúp cholesterol nó phải rồi, máu còn mỡ đâu mà nó chả giảm, cho nên nó giảm thiểu được cái gì? Cái bệnh về tim mạch, cân bằng đường huyết. Cân bằng huyết là do gì? Nó không ngăn cản cái tế bào beta nữa. Nè. Rồi hay là cái tinh chất từ chay bữa, chất thứ tư đấy, nó tốt và hỗ trợ cho các bệnh. Thứ nhất là về dạ dày, thứ hai về tá tràng, thứ ba là về đường ruột. Đấy. Thứ tư nữa là về viêm miệng, hay như bệnh cao răng đấy, cặn răng đấy, hoặc là ho ra máu, tức là về phổi đấy. Và đây đặc biệt có chất thứ năm. Cái chất thứ năm là cái chất từ cái trái dâu tàu, bạn lấy ở trên là từ lá dâu nhá, bây giờ là trái dâu. Thì cái trái dâu này thì nó lại có một cái hay đấy, nó kiểm soát đường huyết và chống oxy hóa, tăng cường sức khỏe hệ tim mạch. Nó vào nó làm cái gì? Nó vào đấy, nó săn đùng cái mỡ nội tạng nó đốt. Chỗ nào có mỡ nội tạng nó đốt. Nó đốt mỡ nội tạng, nó giải phóng ra năng lượng và tế bào lấy năng lượng nó dùng luôn. À, thế thì giữa cái thứ năm này và cái thứ nhất, các bạn thấy cái điều gì xảy ra? Đây kết hợp giữa lá dâu và trái dâu. Lá dâu thì ngăn tạo ra mỡ, nha, tạo vào đường mà. Còn trái dâu thì đốt mỡ. Cho nên những bạn nào mà muốn giảm vòng hai thì đây chính là gì? Bảo bối của các bạn đấy. Bảo bối đấy, giảm cân kết hợp với táo nó giảm cân rất lành mạnh luôn.
Giảm cân hiện nay các bạn nhớ là có ba, nó có ba cái trường phái, ba phương hướng. Một là giảm cân kiểu rút nước tế bào, giảm rất nhanh nhưng mà trở lại cũng rất nhanh, mà đây là giảm cân không tốt. Giảm cân thứ hai là giảm cân hành xác, tức là nhịn quá nhiều, à, hoạt động nhiều nhưng mà lại không có cho đầu vào ở nhịn đấy. Và cái phương pháp thứ ba là phương pháp giảm cân lành mạnh. Thì ở đây mình trình bày từ đấy giờ, nếu các bạn nào tinh ý thì thấy là rõ ràng với hai sản phẩm đấy mình nói giờ rồi thì đã giúp cho các bạn giảm cân rất lành mạnh rồi đấy. Giảm mà khỏe, giảm mà đẹp. Đó. Ở trong sản phẩm này có một cái điều đặc biệt đó là còn có chiết xuất từ cái dây thiệt canh. Thì cái dây thiệt canh, khi nói dây thiệt canh là các rất vô số nhiều bạn là nhớ ngay đến gì? Đến bệnh nhân tiểu đường. Vì nó tác động trực tiếp đến tế bào tuyến tụy để sản xuất insulin. Như vậy gì? Với cái sản phẩm đầu tiên là làm sạch và tạo ra ba môi trường. Sản phẩm thứ hai thì có là sản phẩm nhất là chủ yếu là liên làm sạch là về độc tố, về tự do và tạo ba môi trường. Nhưng sản phẩm thứ hai này thì nó không đơn giản, là nó không đi theo cái thứ nhất. Mà đi gì? Cái thứ nhất mà làm cái gì chưa làm thì nó làm. Đấy. Ăn thừa, cái sản phẩm thứ hai này nó đi sâu vào cái mục tiêu của nó là đi vào ăn thừa, ăn tức là các dinh dưỡng ta đưa vào cho người ấy, về đường ấy bị dư rồi, thì bây giờ có giải pháp để xử lý. Thế bác ăn một ngày 3-4 chén cơm không sao, bác ăn đi, có em trực đến ruột em cho nó ra ngoài, em không cho gan bác đâu, bác không lo. Cho nên là gì? Giải quyết được cái khuyết về ăn uống, chúng ta không sợ. Không sợ phải nhịn. Rồi cái thứ hai là cái lượng đường nó tồn trong gan quá lâu rồi thì đến cái này trái dầu nấy ra. Rồi những bạn mà bị tiểu đường rồi nha, thì có gì thiệt cách. Đúng không các bạn? Cho nên các bạn thấy đây là rất là tuyệt vời không ạ? Cái sản phẩm thứ ba mà mình muốn chia sẻ các bạn đó là sản phẩm tiểu phân tử bé thai. Thế thì trước khi nói sản phẩm, mà khi nói sản phẩm này thì mình thường có một thói quen như này: cây thì phải có cội mà nước thì phải có nguồn. Sức khỏe con người cũng vậy thôi, tất tần tật mọi thứ đều có cội nguồn, nếu nguồn nước hết. Sự sống của con người cũng vậy, cơ thể của chúng ta được cấu trúc từ trên đầu đến chân, từ chân lên đầu chỗ nào cũng toàn có tế bào đấy. Tôi đố bạn nào mà tìm mẫu là chỗ nào của các bạn trong cấu trúc cơ thể mà nó không có tế bào đấy, tất cả đều tế bào hết nha. Chỉ có là gì, tế bào khác nhau, nó không giống nhau. Tế bào da khác tế bào gan, gan khác tủy, tủy khác khác lão, lão khác thận, chẳng hạn như vậy. Thế thì mỗi một cái tế bào như vậy nó được cấu trúc bởi gì? Bởi hệ thống đại phân tử protein nha. Và có rất nhiều loại protein khác nhau, nhưng mà cho dù khác nhau mấy chăng nữa thì nó cũng có nét chung. Chung là gì? Chung là mỗi một cái đại phân tử protein ấy thì được cấu trúc bởi các cái chuỗi polypeptide. Và mỗi một cái chuỗi polypeptide đấy thì được cấu trúc bởi những mắt xích nhỏ nối với nhau. Đó là gì? Đó người ta gọi là các tiểu phân tử peptide. Vậy thì tế bào nó khác nhau ở chỗ nào? Nó khác nhau ở chỗ gì? Do nó cấu trúc từ cái đại phân tử protein nó cấu trúc lên là do gì? Là do các mối đại phân tử protein nó cấu trúc bởi gì? Các cái chuỗi liên kết polypeptide liên kết với nhau thì có thể là liên kết thẳng thành từng chuỗi thẳng như dây xích, hoặc là nó liên kết với nhau. Tức là polypeptide thì cái thẳng nhé các bạn, nó không có liên kết xoắn vòng gì đâu. Mỗi một chuỗi polypeptide là thẳng. Nhưng mà gì? Khi liên kết với cái chuỗi khác thì có thể là dạng xoắn, có thể là dạng vòng, có thể ở dạng thẳng, mà có thể ở dạng hỗn hợp. À, như vậy thì nó tạo ra rất nhiều các cái dạng liên kết khác nhau từ các cái chuỗi đó, cho nó tạo ra nhiều cái protein khác nhau. Cái thứ hai nữa là mỗi một chuỗi polypeptide đó thì nó không phải cố định ở 50 cái tiểu phân tử, mà có thể là 50, có thể là 49, có thể là 1, có thể là 2, có thể là 10, 15. Đấy, thì nó thay đổi cái số lượng các cái tiểu phân tử đó và thay đổi cách liên kết, nó sẽ tạo ra các cái đại phân tử protein khác nhau, và từ đó nó tạo ra các cái tế bào khác nhau. Đó, cái cơ chế là như vậy thôi. Thế như vậy rõ ràng thì
chúng ta xem xét từ đầu đến cuối, hóa ra các cái tiểu phân tử thì nó liên kết, nó tạo lên các cái chuỗi, các cái chuỗi tạo lên các cái protein, các cái protein thì tạo lên tế bào, và tế bào tạo lên con người, các nội tạng xếp lại con người, thế thôi. Đó. Như vậy suy cho cùng ra là cơ thể ta được cấu trúc bởi gì? Bởi các cái tiểu phân tử bất thai. À, như vậy không có tiểu phân tử bất thai thì làm gì có sự sống, đúng không? Không có protein mà làm gì có sự sống đâu. Và tiểu phân tử bất thai ở trong cơ thể ta đấy, thì bất cứ một sinh vật nào nó đều có các cái tiểu phân tử bất thai hết. Và tiểu phân tử bất thai nó có hai, nó có nhiều chức năng, nhưng mà trong đó có hai chức năng rất là cơ bản mà hôm nay mình chia sẻ với bạn. Cái chức năng thứ nhất là chức năng thông tin liên lạc, tức là đảm bảo cái chức năng thông tin liên lạc, thông tin giữa nội bào với nội bào. Ở đây đặc biệt là các chuỗi xoắn DNA liên quan đến vấn đề di truyền đấy các bạn, liên quan vấn đề sản xuất từ cái tế bào cũ chết đi được thay thế một tế bào mới đấy. Cái tế bào mới sinh ra phải giống hệ tế bào cũ, nhưng là do sao tiếp thông tin không tốt thì chưa chắc nó đã giống đâu, nó biến thái đấy, nó tạo thành cái DNA khác, nó không giống ban đầu nữa. Khác ít thì thành bệnh, mà khác nhiều quá quay trở ung thư đó. Cái thứ hai là nó bảo đảm thông tin giữa nội bào với ngoại bào, rồi giữa tế bào này với tế bào khác, rồi tế bào này với bộ phận khác của cơ thể. Đấy các bạn thấy, riêng cái chức năng này thôi thì đã có hàng trăm loại bệnh rồi. Hàng trăm loại bệnh đấy. Đây là nguồn gốc hàng trăm loại bệnh các bạn. Cái chức năng thứ hai đó là trong liên kết, cơ thể của tao được dính chắc chặt chẽ như thế này là do chức năng liên kết của các tiểu phân tử bất thai. Cái trái chuối mà khi nó còn xanh ấy, nó cứng, bởi vì cái liên kết, cái mối liên kết poly, cái mối liên kết bất thai nó còn tốt. Nhưng mà các bạn ở chín thì nó bị phân hủy, và nó càng chín thì phân hủy càng nhiều. Mà khi nó phân hủy hết rồi, có thể chín quá thì nó nhũn luôn, nó còn mềm nữa đâu các bạn. Là do tiểu phân tử bất thai đấy. Nếp nhăn chúng ta nhiều là do các cái gì? Liên kết bất thai bị phá vỡ. À. Cho nên tại sao mà uống cái này vào thời gian thì cứ chỉ ra, da nó càng căng ra. Là do gì? Đầu đây là cấu trúc collagen, cấu trúc sợi các bạn. Collagen là poly đấy, cấu trúc poly. Mà poly mà nó bị mất liên kết thì làm gì? Nó còn sợi nữa. Nó rất ra rất là nhăn nhó, nhăn nheo. Da sập sệ. Nhiều chỗ sập sệ phải da không? Thế thì rõ ràng chỉ cần hai chức năng này của tiểu phân tử bất thai, chúng ta thấy nó quá quan trọng với cơ thể rồi. Và cho nên gì? Từ rất nhiều thế kỷ trước, các nhà khoa học đã bỏ dày công nghiên cứu về tiểu phân tử bất thai. Và chính vì cái điều quan trọng của nó, thì các nhà khoa học thống nhất với nhau, ta nói như này: nếu như con người mà hiểu hết được về tiểu phân tử bất thai, điều khiển được hoạt động của nó, thì không có gì, không có bệnh gì mà không chữa được. Và người ta đưa ra một cái nguyên tắc, một cái nhận định mang tính gần như chân lý, đó là gì? Suy cho cùng ra trên cõi đời này, con người ta chỉ có một loại bệnh duy nhất mà thôi. Đó là gì? Tế bào bệnh. Cái tế bào bệnh đó nó nằm ở gan thì gọi là bệnh gan. Tế bào bệnh đó nằm ở thận, gọi là bệnh thận. Và chúng ta lấy ra xe, chúng ta khảo sát cái cấu trúc tế bào thì đúng là như thế thật. Nó chỉ từ cái tiểu phân tử thôi. Và chính vì tầm quan trọng đặc biệt của tiểu phân tử bất thai mà có quá nhiều rất nhiều các nhà khoa học nghiên cứu. Trong đó đã có 18 nhà khoa học trên màn hình các bạn đang xem đấy đạt giải thưởng Nobel. Các đề tài của họ có liên quan đến tiểu phân tử bất thai. Cho nên họ nói là nếu như không có bất thai thì sẽ không có sự sống. À. Thế thì hôm nay mình đã chia sẻ với các bạn ba sản phẩm. Đây chính là ba cái bảo pháp, ba thanh bảo kiếm để chúng ta chăm sóc cho cơ thể. Và khi ba thanh bảo kiếm này kết hợp với nhau, nó trở thành tam kiếm hợp bích, nâng công suất, nâng hiệu suất hoạt động của từng được sắp lên rất là nhiều lần. Vì sao? Bởi vì với sản phẩm nhất là dọn dẹp vệ sinh, tạo ra ba môi trường. Cái sản phẩm thứ hai, ông ăn thừa thì tôi đẩy ông, giúp ông đẩy ra nhá.
không để thừa trong cơ thể nữa. Và cái gì đã lỡ thừa trong rồi thì bây giờ em phải làm đốt cho các bác để thông thoáng đường đi nối lại cho các bác. Đấy, thế giờ hai cái đó kết hợp cho màu đông là gì? Quét nhà, màu đông để dọn dẹp đồ thừa. Ông thứ ba là tiểu phân tử bào thai vào để xây dựng. Nó xây dựng hệ thống tế bào đó. Cho nên tiểu phân tử bào thai nó có chức năng xây dựng, sửa chữa và làm mới tế bào. Tế bào mới nó khỏe. Đấy các bạn. Cho nên gì? Ba cái này nó kết hợp giao thành gì? Tam kiếm hợp bích là như vậy. Thì mình đã chia sẻ với các bạn xong về ba cái sản phẩm. Và đây trên màn hình đây là người tiểu đường mà vừa uống cái tiểu phân tử bào thai mà vừa đổ cái bột tiểu phân tử bào thai vào đây các bạn. Và trên đây mình cũng bật mí cho các bạn luôn. Cái tiểu phân tử bào thai đấy, khi các bạn pha ra, các bạn đưa vào miệng, nó một điều rất là kỳ diệu mà mình chưa từng thấy bất cứ một cái món nào đưa vào miệng nó làm được việc này. Đó là gì? Ví dụ chúng ta đưa muối vào miệng thấy, thấy mặn, đưa đường vào miệng thấy ngọt, đưa ớt vào miệng thấy cay, đúng không ạ? Nhưng mà cái tiểu phân tử bào thai nó đưa vào miệng nó lại không phải như vậy. Nó tùy vào miệng của mỗi người mà nó cho chúng ta, nó cho họ, cái người ngậm cái tiểu phân tử thai đấy có cái mùi gì và vị gì. Ô, vì sao lại kỳ diệu như thế? Bởi vì công nghệ đây nó là công nghệ, mình cũng không biết là nó là cái công nghệ nó nhỏ cỡ nào nữa. Các bạn biết không? Đến cái protein mà người ta gọi là đại phân tử rồi. Còn cái này từ protein nhỏ đó là đại phân tử, nó gồm các cái chuỗi, các cái chuỗi để các mắt xích nhỏ đấy, nó từ cái mắt xích một đấy. Thì nó siêu nhỏ. Mình không dám khẳng định nói với các bạn là nó là nhỏ nhất. Bởi vì ai nói nhỏ nhất thì người đó là vô lý. Hạt cơ bản cũng chưa phải là nhỏ nhất. Nhưng mà công nghệ quá tiên tiến, quá hiện đại. Thế thì khi mà các bạn cầm cái dung dịch đó vào trong miệng, nó là bột, các bạn hòa dung dịch uống nhá, đưa vào miệng, thì cái tiểu phân tử bào thai này, cái sản phẩm này, nó sẽ tác động với gì? Với nước bọt của chúng ta. Và nước bọt của chúng ta thì mỗi một ngày mỗi khác, mỗi người mỗi khác, không ai giống ai cả. Là do nó liên quan đến cái nội tiết ở trong cơ thể. Khi nó khác như vậy, nó tác động với cái tiểu phân tử thai, nó tạo thành chất thứ ba. Cái chất thứ ba này tác động vào gai vị giác của chúng ta. Chúng ta cảm nhận từ cái chất thứ ba này. Cho nên đấy, các bạn nào mà chưa sử dụng tiểu phân tử bào thai thì các bạn chỉ cần hòa một cái test tiểu phân tử bào thai đấy. Đây là cái test như này này. Các bạn hòa với chừng khoảng 50 hoặc 100 ml thôi. Nha. Các bạn chỉ cần rót 100 hoặc 50 ml ra cái ni cho các bạn đổ vào thôi, chứ các bạn không cần phải quậy đâu, không cần phải quấy đều gì đâu, tự nó tan. Tan rất là kỳ diệu luôn, và các bạn thấy những cái điều kỳ diệu đó chứ không phải chuyển động Brownian ở trong vật lý hóa học đâu. Các bạn sẽ nhìn thấy ở dưới trong cái ni nó, các bạn sẽ nhìn thấy luôn nha. Mình không nói để cho các bạn tự tò mò, các bạn tự nhìn, tự thấy. Nó tự tan. Còn nếu về trên bề mặt ấy nhìn như là cái băng tan ấy, băng mắc cực tan ấy. Thế các bạn hòa, các bạn ngập vào miệng, các bạn sẽ chuẩn bị sẵn tờ giấy để viết, các bạn ghi ra, các bạn cảm nhận cái mùi gì, vị gì. Và tương ứng nó có ở đây, nó có 12 mùi vị khác nhau các bạn. Cho nên là một cái ni thôi, nhưng mà hai người uống khác nhau thì sẽ có cảm nhận khác nhau. Nó là như vậy, có nguyên lý ở đấy. Và mỗi một cái mùi vị như vậy thì nó báo cho chúng ta biết này, ở đâu đó tương ứng ở trong cơ thể ta, cái vùng tế bào đó đang cầu cứu chúng ta. Thế thì các bạn thấy rõ ràng gì? Có tuyệt vời để cho các bạn tự chăm sóc sức khỏe mình không? Mình tìm ra khu vực tế bào nó yếu để mình gì? Khắc phục nó, để mình xử lý nó. Đấy. Nó mình hay nói đùa với nhau, nó như là cái máy mà CT cắt lớp, giống như cái máy PET, cái máy mà đi khám PET CT, PET TV, có nghĩa là gì? Là vừa CT cắt lớp mà vừa gì, phân tích tế bào. Hai mấy triệu một ca đấy, chứ không có rẻ đâu. Nhưng mà ở đây chúng ta chỉ cần ngậm vào miệng thôi là phát hiện được ngay rồi. Và đây là một số bệnh nhân mà sử dụng cái bộ ba tam bảo này. Ví dụ như bệnh nhân này ở Linh Bình bị suy tủy, các bạn nhớ là suy tủy nhá, 12 năm bất động, cái tay này cứng đơ rồi không kéo được ra đâu, thì bắt đầu được sử dụng là ngày 9/2/2021. Chúng ta xem bệnh nhân nói gì.
Không nghe tiếng thầy ơi. Hả? Không nghe tiếng, không nghe tiếng. À, cái này thì mình, các bạn có thể không nghe tiếng, bạn nghe nhìn một chữ thôi, bởi vì bệnh nhân này tự chụp. Cho nên bệnh nhân này gửi tài liệu cho, gửi dữ liệu cho mình thôi. Bệnh nhân nói nhỏ vậy đó, bệnh nhân nói là cảm ơn các sơ. Tôi đã bị suy tim 12 năm rồi, bây giờ các sơ đã vận động tiền. Tức là 12 năm đó, để các bạn thấy người ta kéo ra đó. Để cứ ngắc à. Bị suy tủy chưa đến tam ta bại sản rồi, không còn gì để mà chữa nữa. Thì ta làm đấy. Và làm nhờ cái sự gì, cái tấm lòng từ thiện của người khác. Đấy các bạn, đây là cắt thai này, đây là táo này. Và đây, cái hôm nay là ngày 9 tháng 2 nha các bạn. Và đây là ngày bao nhiêu? Ngày 28 tháng 2, có 20 ngày. Thì bệnh nhân này đã bắt đầu cử động. Đó, và thấy tay chưa? 20 ngày trước là kéo không ra nữa. Đó. Đây là 20 ngày các bạn. Và đây là ngày thứ 21 này. Ngày hôm sau bà quay nữa này. Ngày 20 thì cái tay ở bên trái, hôm nay sang tay bên phải rồi đấy. Đó, bạn ở chân này cũng động đậy rồi này. Đó, thấy chưa? Đó, đây là hai chân động đậy luôn rồi đấy. Một chân còn hơi coi được. Và tiếp tục, đây là 25 ngày. Tức là ngày mùng 5 tháng 3, sau 25 ngày. Này, được chưa? Đó, đây ngồi dậy rồi đấy. Và đây là một bệnh nhân nữa. Ở chị Niêm, cô Niêm ở Bình Dương. Này, bệnh nhân này bị hở van tim các bạn. Hôm nay bên thầy là không có tiếng. Vâng, bên này bên thầy hôm nay là clip không có tiếng nữa này. Cái clip này các bệnh nhân gửi lên là nó nhỏ quá. Bác sĩ yêu cầu mổ ngay và cuối cùng là không mổ, uống bộ ba ta, cái bộ tam bảo này. Và một đây nó là một bệnh nhân ở hiện tại bây giờ đang ở đường Nguyễn Văn Ninh ở quận 7. Quê ở Kiên Giang. Tức là kính thưa các loại bệnh. Đặc biệt là sơ vữa thành mạch. Cứ đánh nhẹ nhẹ này cái là máu nó xuất huyết ra cánh tay. Và đây là những người bị em bé bị phỏng đây. À, bé bị phỏng đây, bị phỏng. Các bạn thấy phỏng nặng không? Quá nặng luôn. Ở đây là bệnh nhân ung thư ở nước ngoài. Đó, được chuyển biến rất là nhanh. Các bạn thấy không? Từ cái bàn tay sang bàn tay này. Và đây là, đây không phải là bệnh nhân. Và là một lãnh đạo ở công ty Manchester. Và lát nữa các bạn sẽ được trực tiếp. Tức là sau 2 tháng sử dụng cái bộ tam bảo này và cái gương mặt đã được thay đổi rất là rõ.
Bài hôm nay thì mình sẽ lướt qua là giới thiệu với cả nhà mình như vậy. À, bây giờ mình sẽ dòng giới thiệu lên trên này một lãnh đạo của hệ thống Marginline toàn cầu, đó là bạn Hồng Ngọc Hay Đen, sẽ cung cấp cho bạn một cả nhà mình một số thông tin nữa. Dạ, xin mời lãnh đạo Ngọc. Vâng. Hồng Ngọc đầu tiên xin chân thành gửi lời cảm ơn tới MC, giảng viên cô Hương Mai, hiệu trưởng trường Hà Nam và thầy Phạm Văn Yên, chuyên gia về lĩnh vực sức khỏe. Xin gửi lời chào tới tất cả quý anh chị có mặt ở tại trong phòng Zoom ngày hôm nay đến từ rất nhiều quốc gia. Cái điều mà may mắn đến với Hồng Ngọc đó là khi mình có mặt ở cái vũ trụ này rồi lại được tiếp cận với những cái cơ hội nó quá là tuyệt vời. Với những cái mà quý anh chị được tận hưởng nghe từ đầu về cái chương trình này thì quý anh chị có thấy rằng mình là người may mắn không ạ? Rất là may mắn đúng không ạ? Và đến cái đoạn cuối thầy Yên có đưa lên những cái nhân chứng đó, không phải là cái vấn đề ngày hôm nay ta đợi bị bệnh rồi ta mới dùng nó. Quý anh chị thống nhất cái thông điệp này không ạ? Bởi vì cái con người của mình đó là mình có mặt ở đây là mình rất là may, không phải đợi ngày nào đó giống các bệnh nhân đó rồi mình mới tiếp cận tới cái sản phẩm này đúng không ạ? Và cái mà Ngọc được may mắn được tận hưởng đó là cách đây hơn 2 năm trước. Lúc đó thì đây quý anh chị thấy đó là mình là một ở bên Đài Loan ấy thì Hồng Ngọc mở 2 làng ẩm thực với số vốn đầu tư hơn 10 tỷ. Đã từng lên truyền hình 2 nước nhưng mà cái cơ thể nó như thế này quý anh chị ạ. Nó cơ thể nó như thế này đó. Và đến bây giờ Hồng Ngọc ngồi đây để chia sẻ cho quý anh chị thì quý anh chị thấy là có sự khác biệt không ạ? Khác biệt từ cái cân tóc trở đi đúng không quý anh chị? Cái ngày đó tóc á, nó đã yếu thì cái tóc nó cũng sơ sài, nó cũng yếu đi. Đó, và nhìn lúc nào cũng là những cái người mà nó rất là tội. Đó, và bây giờ quý anh chị thấy là Ngọc ở tại đây. Và bên cạnh đó còn có rất nhiều ca sĩ Đài Loan từ cơ thể này chuyển sang cơ thể như thế này. Và y bác sĩ nữa, y bác sĩ Đài Loan. Các bạn thấy, y bác sĩ Đài Loan cũng thấy đây là một cơ hội quá tuyệt vời xuất hiện. Lần đầu tiên ở cái hành tinh này mà họ được tiếp cận tới nó. Và còn rất rất là nhiều bác sĩ ở Đài Loan thì 3 bệnh viện đã cho ra 3 cuốn sách. Một cuốn sách đầu tiên là khi thầy Yên chia sẻ về cái tế bào gốc nhân sâm hoang dại và nhân sâm hoang dã. Hoang dã và tế bào gốc sơ táo đó, táo và nhân sâm hoang dã đó, thì bác sĩ ở Đài Loan đã đưa ra cái cuốn sách này, cuốn sách đầu tiên. Còn cái cuốn sách thứ hai nói về cái cuốn sách mà 18 nhà nghiên cứu sinh đều đoạt giải Nobel. 18 nhà nghiên cứu sinh này thuộc rất nhiều quốc gia trên toàn thế giới, chứ không tập trung vào một nước. Thể hiện điều gì ở đây đúng không quý anh chị? Thể hiện là cái xu thế của chúng ta không phải dùng thuốc Tây để chữa bệnh, mà khi mình hiểu về bếp thai thì mình sẽ lấy cái đó ứng dụng luôn và tận hưởng luôn để mình không có cơ hội để cho tế bào mắc bệnh nữa. Và cái sản phẩm thứ ba mà các quý anh chị được nghe đó là Bệnh viện Đài Loan cũng đưa ra cuốn sách, đó là Bảo Nhiên, một vị cứu tinh nhân loại trong công cuộc chống đường toàn cầu với những người mà không bị tiểu đường thì rất tuyệt vời, trẻ đẹp. Và với người tiểu đường đây nó là cái điều rất là may mắn, đủ duyên mới được tiếp cận tới bộ tam bảo này. Hồng Ngọc nghe thầy Yên chia sẻ từ đầu thì thật sự rất là thấm ngấm, sâu sắc, không còn gì để hơn. Ở độ tuổi như thầy rồi vẫn ngồi đây để cống hiến cái chương trình này cho cộng đồng. Và các quý anh chị thấy là còn có rất nhiều những nhân chứng không mang bầu sinh em bé được, khi mà dùng sản phẩm được cải thiện nội tiết tố và sức khỏe cũng mang bầu sinh em bé, rồi tế bào ác tính. Và đây là những quý nhân của Hồng Ngọc khi giới thiệu Hồng Ngọc đến cái cơ hội này. Các bạn thấy một doanh nghiệp giàu có đứng thứ nhất ở tại Đài Loan, nhưng mà chị không có sức khỏe. Nói về người Việt á, người Việt thì nói là cái người độ thuộc nằm ở trong cái hàng ngũ là giàu có. Về gọi là giàu có đây là thực ra nó chỉ đạt cái chữ là đại phước mà thôi. Chúng ta hoàn thiện cái cuộc đời của mình, con người có mặt ở vũ trụ nó phải 100 điểm cơ. Còn chỉ hoàn thiện được cái lĩnh vực mà tiền đó, tiền thôi đó, thì chỉ là chỉ có đạt được 20 điểm thôi, đúng không ạ? Còn bên cạnh đó còn cái gì, chúng ta còn phải sống vui, hạnh phúc, đủ phước hạnh, rồi ra đi là dạ, ra đi một cách vui, thích sống thì sống, thích gì ạ, thích ra đi thì ra đi, chứ không phải là đến khi mà mình chết rồi đó, nằm ở bệnh viện, tắt thở đó là có rất nhiều những trường hợp đưa lên mạng là nào thì cắm hết những cái ống sông này, rồi gì chèn những cái kia đến nỗi là gãy cả xương ve, xương sườn rồi mới ra đi được. Thì cái đó là cái rất là đau khổ, chúng ta có mặt ở cái hành tinh này, hành trình làm người thất bại. Quý anh chị đồng ý với cái thông điệp này thì đưa trái tim lên nào. Quý anh chị ơi,
À, nếu như mà các bạn đồng ý với thông điệp này thì đưa trái tim yêu thương lên ạ, đúng không ạ? Mình có mặt ở hành tinh này mình phải biết trân trọng, và nếu như mình không biết trân trọng nó thì một ngày nào đó mình ở cái giây phút mà gọi là quy tiên đấy mà không được mát mẻ mà lại đau khổ, đúng không ạ? Đưa hết cái ống sông này rồi cái que kia chèn đến nỗi là hoặc là bụng trướng lên, đúng không ạ? Hoặc là tím tái thì thật sự đúng là đau khổ. Mình có mặt ở hành tinh này thật sự là một cái hành trình làm người thất bại. Ok. Thì đây là một trong những cái mà Hồng Ngọc thấy rất là may mắn để mà khi mà được tiếp cận với cái cơ hội này, đến gia đình mình điều đầu tiên được tận hưởng, con mình tận hưởng. Và cũng tiết lộ ở tại đây, con Hồng Ngọc từ khi mà Hồng Ngọc tiếp cận tới sự nghiệp này 2 năm rưỡi thì con mình không có cơ hội để mà đến tìm bác sĩ nữa. Và cái ngày trước đó thì cứ ở trên lầu, mình thì ở lầu 2, bác sĩ thì ở tầng tầng 1, cách đó là 50m, 70m thôi. Một tuần đi đến bác sĩ là rất nhiều lần. Cái ở cái phòng khách nhà mình đó, là cái bữa hết để gói thuốc này đến gói thuốc kia, bởi vì uống 3 bữa không hợp lại thay thuốc. Quý anh chị có giống giống cái tình trạng như thế này thì đưa trái tim, là bởi vì mình uống mà thấy nó không hợp, có khi lại không hợp thuốc lại đi thay. Và đây là chính cái mà trong vô tình mình đưa những cái mà thuốc tây, thì các bạn biết là con dao hai lưỡi đúng không ạ? Khi đưa vào trong cơ thể thì nó tự nhiên là nó làm cho mình tê liệt cái vị, tê liệt những cái vị trí, ví dụ như là những cái vị trí nó đang hoạt động tốt, dây thần kinh, nhưng mình làm nó tê liệt. Đấy là ví dụ như đau đầu, tự nhiên uống vào hết đau đầu, nó làm tê đi, mê đi, mình không còn cảm giác đau đầu nữa. Cái điều gì nó diễn ra sau khi mình dùng thuốc tây? Đấy là Hoàng nói ví dụ với trường hợp rối loạn là tiền đình, như những khái niệm mà các bác sĩ nói chẩn đoán là rối loạn tiền đình. Bản thân Hoàng cũng xuất thân từ ngành y, thì các bạn thấy rằng là nó rất là nguy hiểm khi mà chúng ta đưa thuốc tây vào bên trong cơ thể. Vậy thì ngày hôm nay là Hồng Ngọc cũng rất là cảm thấy cảm động khi mà công ty Matchlife cho ra bộ tam bảo này. Và đây chính là một trong những cái bộ tam bảo mà xuất hiện ở cái hành tinh này, khiến cho rất nhiều nhà đoạt giải Nobel đã đưa ra một kết luận rằng con người không có sức sống nếu thiếu bép thai. Rất là tuyệt vời đúng không quý anh chị? Và tiếp theo nữa là rất nhiều bệnh viện như ở Singapore, Malaysia, Đài Loan đã đưa cái sản phẩm này vào trong bệnh viện để giúp cho những người mà đang nằm ở đó mà người ta có điều kiện một chút ấy. Còn những người mà không có điều kiện thì không thể dùng được, bởi vì sao, cái này là đâu có nằm trong cái bảo hiểm đâu. Thì vào trong đó để trợ, để vừa là hỗ trợ cái chức năng về cái lĩnh vực mà phục hồi. Đó. Và tiếp theo nữa là rất nhiều trung tâm, như bây giờ một số người đã đang theo học quy trình đó ạ. Thì đã rất nhiều trung tâm về tâm lý hay về bệnh viện đã đưa cái bộ tam bảo này vào để mà giúp cho cơ thể của chúng ta có được cái sự, nghĩa là hoàn hảo, để mà chúng ta cái sự kết hợp hoàn hảo để chúng ta có được một cái sức khỏe, nghĩa là không có cơ hội để cái mầm chứng bệnh gì xuất hiện trên cơ thể bạn nữa. Và có rất nhiều y bác sĩ thì đã khi mà đã làm về ngành y lâu năm hay là đã từng làm dược sĩ và đã mắc rất nhiều chứng bệnh, thì khi được gặp cái cơ hội này thì người ta như là một sang một trang mới và nghỉ luôn cái việc hiện tại, không làm nữa. Và họ quay vào đây cũng là lĩnh vực sức khỏe, họ đi chia sẻ cái cơ hội này. Đó. Và có rất nhiều những người bất động sản thì không làm bất động sản nữa. Và rất nhiều người làm lĩnh vực truyền thống cũng là họ dừng, bởi vì họ thấy quá là tuyệt vời. Bởi vì ở đây đó không cần phải mở trụ sở, không cần phải mở công ty. Bởi vì nó là gì? Trên toàn cầu nó là một cái lĩnh vực thương mại mà chỉ cần một chiếc điện thoại thôi mà chúng ta chia sẻ cái điều vi diệu này tới những người bạn của mình, thì trong vô tình cái việc mà cái phúc lợi công ty trả cho họ nó còn gấp rất rất nhiều lần khi mà họ bỏ ra rất nhiều trăm triệu, nhiều tỷ mở ra doanh nghiệp truyền thống của họ. Cho nên á, đây là một trong những cái mà quý anh chị nhìn thấy ở tại Đài Loan hay ở các nước mà người ta đã có rất nhiều những cái hội trường như thế này để mà phát triển cái sự nghiệp này. Họ coi như là một cái doanh nghiệp của họ trên toàn cầu, quý anh chị nhìn ha. Một cái doanh nghiệp của họ trên toàn cầu ở tại đây. Ngọc mở cho các quý anh chị xem hay mà cái đoạn đầu ở chỗ nào. Ok. Quý anh chị, 2016 đã đông như thế này rồi đó. 2016 đã có một cái biển người ở các nước như thế này rồi. Đó, đông không ạ? Và đến bây giờ thì là gì? Đến bây giờ như vũ bão luôn. Đây là gì? Lên báo chí truyền hình các bạn, các quý anh chị nhìn thấy chưa? Đó. Họ đã coi đây là một cái sự nghiệp mà nó quá là tuyệt vời, vi diệu, vĩ đại, nhân văn,
và họ đã dùng cái tâm huyết của họ là vào đây để họ làm. Và đây là cái sự chia sẻ của Hồng Ngọc. Thì chúc mừng cho tất cả quý anh chị có mặt trong phòng Zoom ngày hôm nay. Làm thế nào để mình tận hưởng cái này? Đặc biệt là với những quý anh chị đang cần thích kinh doanh, thì công ty có một cái chế độ rất là tuyệt vời, vi diệu khi bạn làm kinh doanh, là bạn đến với công ty không cần mất nhiều tiền và bạn được tận hưởng miễn phí cái sản phẩm để dùng cho mình. Với người có cái tâm trí, ý định đi kinh doanh vào đây để muốn kiếm thu nhập, ha quý anh chị ha. Còn những người mà không có năng lực kinh doanh, không biết nói chuyện, không biết chia sẻ, thì công ty cũng rất là đơn giản. Nó có một cái phúc lợi, một cái cơ chế, chế độ. Nghĩa là quý anh chị vừa được nghe chị hiệu trưởng, cô giáo hiệu trưởng Hương Mai chia sẻ đấy. Ông chủ nói là Masterlife ra đời giúp cho nhân dân toàn cầu xóa nghèo và bệnh tật. Thì quý anh chị thấy đó là xóa nghèo, ở cái cụm từ xóa nghèo đứng đầu tiên và bệnh tật mới là thứ hai. Xóa nghèo và xóa đi bệnh tật thì nghĩa là luôn luôn ở cái vị thế, nghĩa là chúng ta ở tầng lớp nào đều tận hưởng được cái giá trị này mà không cần mất nhiều chi phí gì. Đây là một trong những cái mà Hồng Ngọc rất là tâm đắc và rất là cảm động. Và phải nói rằng ông chủ là người cực kỳ giỏi, cực có một cái tâm và tầm. Người ta đưa ra cái sản phẩm tốt nhưng đâu có phải là khét tiếng để người khác không có cơ hội dùng. Quý anh chị, mà người ta phát minh ra, người ta đã đưa ra một cái bộ tam bảo để có một cái cuộc chăm sóc sức khỏe, của cách mạng về sức khỏe hoàn hảo cho tất cả những người may mắn biết đến cái sự nghiệp này. Ai cũng tiếp cận được mà không cần phải mất nhiều chi phí gì. Đó, cái người bán vé số, cái người nghèo cũng có thể tiếp cận dùng được nó. Bởi vì sao? Có một cơ chế quá là, một cái cơ chế phải nói là chưa ai làm, chưa công ty nào làm được cái điều này. Cái cơ chế quá đẳng cấp. Kể cả những người vỡ nợ thì đây chính là cơ hội quá tuyệt vời cho những người vỡ nợ có cơ hội lật mình. Vậy thì quý anh chị muốn tìm hiểu làm thế nào để tận hưởng, Hồng Ngọc luôn là cái người nhiệt tình và các thầy là người giới thiệu quý anh chị vào cái phòng Zoom này, họ cũng sẽ nhiệt tình chia sẻ cho quý anh chị để quý anh chị biết được là tối đây bạn tận hưởng như thế nào, làm thế nào để bạn được có cơ hội sử dụng miễn phí nó. Và đặc biệt là khi mà bạn kinh doanh, làm thế nào để tôi không có tiền tôi cũng được trải nghiệm, và tôi trải nghiệm bằng cách làm thế nào, có một cái cách như thế nào để cho tôi được tận hưởng. Thì hoan nghênh quý anh chị hãy inbox với cái người mà giới thiệu mình đó, là cho quý anh chị tìm hiểu sâu hơn về cách vào hội viên và ID của công ty nhé. Vâng, và Hồng Ngọc sẽ xin dừng cái cuộc chia sẻ ở tại đây. Và bây giờ trước khi mà dừng cái cuộc chia sẻ này, thì Hồng Ngọc muốn mời một người đã trải nghiệm sản phẩm, người thật việc thật ở trong phòng Zoom này, lên để chia sẻ về cái mà bạn cảm nhận về cái sản bạn cảm nhận sau khi mà dùng cái bộ tam bảo này ở tại nơi đây. Bởi vì trong cái cuộc mà Hồng Ngọc mời đến đây là Hồng Ngọc không có thông báo trước, thì bây giờ Hồng Ngọc nhìn đây là ai, là có ai ở trong phòng để mình gọi lên chia sẻ ha. Hồng Ngọc không có hề thông báo trước ở tại đây đâu. Rồi, ok. Tại nơi đây. Bạn Định Vịnh ơi, em cảm nhận về sản phẩm thế nào? Định Vịnh có mặt trong phòng đúng không ạ? Đến từ Mỹ. Rồi, Hồng Ngọc gọi rất là bất ngờ. Ok, Định Vịnh có tiện chia sẻ không? Ở bên Mỹ bây giờ là thời gian đang là ban ngày. Hả? Rồi, tiếp theo nữa. Ok, alo. Dạ, em chào chị. Đã được tận hưởng trải nghiệm cái bộ tam bảo này chưa? Dạ, em đang trải nghiệm chị ơi. Em thì bị táo bón lâu năm. Thế là em dùng cái ngày đầu tiên. Đến sáng là em lại được ra hết ạ. Wow. Rất tuyệt vời luôn chị. Dạ. Thích em cảm tưởng như là nó giúp cho mình, nghĩa là bay đi mất mấy kilo độc tố bên trong đúng không? Dạ đúng rồi chị, trời ơi thích lắm. Em biết ơn táo lắm. Hay là cái niềm yêu thương của cái niềm nghĩa là cái niềm vui sung sướng của mọi người, cho nên là dành tình yêu thương này với cái bộ tam bảo này, ai cũng vậy, rất là mê phê luôn. Và em rồi cảm ơn em cũng đang trải nghiệm đúng không ạ, với mới rồi. Tiếp theo nữa là Bích Phượng có thể mở micro chia sẻ về Bích Phượng. Hồng Ngọc được biết là về gia đình của Bích Phượng là có bố bị u đúng không?
Em có tiện mở micro chia sẻ cho mọi người vài phút ở tại đây, rồi sau đó chúng ta kết thúc phòng Zoom không? À, Bích Phương hiện tại có tiện không? Rồi mời em. Dạ, em xin chia sẻ một chút ạ. Em chào lãnh đạo Ngọc và tất cả mọi người. Em cũng may mắn là được biết đến cái phòng Zoom như này và được người bạn của em giới thiệu đến cho bố em. Lúc đấy là bố em bị u gan được khoảng 1,5 năm. Thì là lúc đấy là bố em rất là, ý là lúc đó là không còn sức sống đấy, kiểu là lúc nào nằm một chỗ ấy, rất là mệt. Và bạn em giới thiệu cho em đến cái em nói chuyện thì bạn em nói là vào dùng cái sản phẩm này đi, thì em đã mạnh dạn và lấy về cho bố dùng, thì cũng là rất là vi diệu ạ. Ngay một tuần thôi, sau một tuần thì bố đi lại, ý là đứng dậy đi lại, tự ăn tự đi lại được, và bố nói là không nghe chóng mặt, cứ mọi ngày ngồi dậy là nghe chóng mặt rồi, và đi truyền ở bệnh viện là cứ một, nói chung là cái tuần đấy là ngày nào cũng đi truyền, và bố không thích ở dưới đấy và bố đi truyền thôi, thì đi đi về về mà không có tác dụng. Thì may quá gặp phải cái sản phẩm này, thì đúng là thật, giống như là nói là đúng là có phúc cho ai không thấy mà tin ấy ạ. Thì bố em đã lấy về dùng và dựa đến bây giờ, dạ đấy, bố em đến bây giờ bố em đã đi đánh bóng được cái chị. Đến bây giờ đánh bóng này, xong rồi bác bình thường bố bảo là 1,5 năm rồi, bố chưa bao giờ có một cảm giác là ăn ngon ngủ ngon, mà đến ngày hôm nay là ăn ngon như cái thời mà đang thanh niên luôn ấy bố nói thế. Nói chung là ăn ngon mà sung sức, là vác được bì lúa đi sát là bình thường. Rồi thế là mẹ em làm cái video, mẹ em nói là tại sao mà lại có cái sản phẩm gì mà lại vi diệu, mà bác sĩ còn bảo là thế uống cái gì hay làm cái gì, mà tại sao mà trước đi siêu âm mà bữa nay tìm mãi không thấy cái u đâu cả. Thì mới cười, bố mẹ mới cười bảo là à, con gái lấy cái sản phẩm ở Singapore về cho dùng, bảo sản phẩm gì mà vi diệu vậy. Bác sĩ còn bất ngờ, từ trước đến giờ chưa có một cái sản phẩm nào hay là một cái bệnh nhân nào mà đến với bác sĩ mà lại được thay đổi như thế. Đấy, vâng, em cảm ơn cái sản phẩm của Magic Life và cảm ơn cái người giới thiệu cho em đến cái sản phẩm này, đúng là quá vi diệu. Và ngay bản thân em bây giờ cũng thế, đang làm cái quy trình lột xác và được bị nó ngứa hết người lên, tại vì là nó kiểu nó cơ chế chữa lành mà nó ngứa hết người lên, và em đã cái peptide đấy, em xịt lên và nó đã không có bị ngứa, và nó không, ý là đến đâu thì nó lành như đấy, nó không bị vết thâm hoặc là nó bị loét bị lỡ đấy. Rất là em bảo là qua đợt này chắc là em nói em đẹp lắm ấy ạ. Đấy, em cảm ơn dạ sản phẩm của Magic Life. Cảm ơn ạ. Ngọc ơi, Hồng Ngọc, wow, cho chị chia sẻ cái. Vâng, em chào chị. Cho chị chia sẻ. Chị nói nghe là Hồng Ngọc, nếu như các chị nào mà đang ở bên Mỹ thì biết hiện giờ là đang mùa xuân nhá. Mùa xuân thì những ai mà bị dị ứng với phấn hoa là khỏi nói, đây là nỗi khổ nhá. Mình ở Mỹ nay 15 năm, 15, 16 năm, nhưng mà nói thiệt tới cái mùa này là mình rất là khổ luôn. Mình uống thuốc nói thiệt chứ hả? Uống thuốc là nó lờn thuốc luôn, thuốc nó quớt luôn á, có tin không? Mà bây giờ nè, đấy có thấy không? Bây giờ mình đang nhìn mình không ngứa mắt, không chảy mũi, không hát xì. Mình nói thiệt á, mình rất là biết ơn cái phép thai với lại cái sản phẩm. Thì chẳng qua là tại vì mình biết những cái chị mà đang ở Mỹ, nếu ai có bị dị ứng về phấn hoa thì giống như mình chia sẻ để cho mọi người cùng để có cái kinh nghiệm này để mà biết. Thực sự rất là phải nói là trời, mỗi năm tới mùa này là mình chỉ có là uống thuốc, một thuốc nó lợn nó quất luôn á, nó không có giải quyết được luôn. Đấy, thì sẵn chia sẻ để cho mọi người có thêm kinh nghiệm rồi nha, cho mình xin hết. Chị Tâm ơi, chị vẫn là tiết kiệm đó, là chưa chia sẻ hết, chứ mà em thấy trước ấy là chị, cái mặt đó là của chị nó sệ xuống đó, bây giờ nó được kéo lên này, tàn nhang không thấy nữa này, sáng sáng ra rồi này, còn một ít nữa thôi, mờ mờ thôi nè. À, và chị có... huyết áp nè, không uống thuốc huyết áp này nhá, bệnh bao tràn quần dạ dày không còn nữa nhá. Đấy là mình đã giải quyết được ba cái vấn đề mà mình cảm thấy mình rất là may mắn, lúc nào cũng biết ơn thầy Yên. Đều nhờ và vô tình vô đây mà gặp được thầy Yên, thế là thầy đã có nghe cái bài chia sẻ của thầy, thế là mình đã bắt đầu quan tâm tới sức khỏe mình nhiều hơn. Và biết ơn sản phẩm Magic Life. Quá tuyệt vời các chị ơi. Chị có cái cảm giác mà nghĩa là trước và bây giờ chị thấy nó cái độ sung sướng của mình nó thế nào hả chị? Nghĩa là nó cảm thấy mình còn... Ôi trời, quá sung sướng. Quá sung sướng. Tại giờ đang làm việc nên là tranh thủ đi, sao đang làm việc đấy. Thế cho mình xin hết nhé.
Ok, chị bận đi ạ. Ok, ok, rồi rồi, bye. Cũng ngạc nhiên với cái sự thay đổi của chị. Vâng, ok, rất là tuyệt vời. Vâng, chúng ta tiếp tục là đưa những trái tim lên cảm ơn những chị em mà đã trải nghiệm sản phẩm có mặt ở tại đây và đã chia sẻ cái những cái thay đổi, những cái thực tế người thật việc thật cho chúng ta được nghe thấy. Ok, rồi. Ok, quý anh chị liên tục chia liên tục ha, liên tục đưa những trái tim yêu thương lên. Rồi, cảm ơn. Và bây giờ cuộc chia sẻ của chúng ta xin được tạm dừng ở tại đây nhé. Quý anh chị nếu như mong muốn được tận hưởng và đi sâu hiểu hơn làm thế nào để được tận hưởng, mà đặc biệt là mình vừa lại mong muốn được trải nghiệm sức khỏe, vừa có cơ hội kinh doanh không phân biệt tuổi tác, mà cái chế độ của công ty nó lại, cái phúc lợi của công ty nó quá là đẳng cấp, nó quá là nhân văn, có cái tầm của ông chủ quá tuyệt vời, giúp cho cộng đồng toàn cầu đều được sở hữu cái này, thì quý anh chị hãy inbox với người giới thiệu của mình để được đón nhận cái cơ hội này. Hồng Ngọc nhìn thấy chị Thủ Lĩnh Kim Ngân ở Hà Nội, không biết là chị có rảnh không, và chị Thu Hằng nữa, bác sĩ Thu Hằng nữa, không biết là các chị có bận không. Nếu như mà không bận thì có thể dành 1-2 phút ở tại đây để chia sẻ cho mọi người được nghe cái cảm nhận tiếng nói từ các chị được không ạ? Chắc là các chị đang bận nói chuyện với khách thì phải. Vâng, bác sĩ Thu Hằng và chị Thủ Lĩnh. Vâng, chị xuất hiện rồi. Em chào chị. Một người chị và cũng giống như một người mẹ của đồng đội đấy anh chị ạ. Trời ơi, chăm sóc qua những người mà khi được biết đến sự nghiệp này hơn là con mình luôn á. Ngọc nhìn thấy cái ảnh mà cảm động, thật sự rất là cảm động. Chị có một cái tấm gương, cái chị chính là tấm gương nhiều người cần phải noi theo và làm theo những cái mà. Vâng, em mời chị. Mời chị. Vâng. Rồi, xin chào cả nhà. Vui quá. Mấy tuần rồi hôm nay mình mới được lại phát sóng trên Zoom. Xin kính chào tất cả các anh chị em trong phòng Zoom tối ngày hôm nay. Rất là vui khi mà mình tham gia với cả Magic Night đến bây giờ là được 4 tháng. Mình đã được khỏe ra rất nhiều, mình được trẻ ra. Và mình rất là vui khi hệ thống của mình trong vòng 4 tháng thì bây giờ tất cả các anh chị em cũng đã, bọn mình đã có thành cái văn phòng. Tất cả bây giờ mình đang có 20 anh chị em đã tham gia vào với cả gia đình Magic Night. Đấy là một cái điều mà khởi sắc nhất cho thị trường Magic Night tại Hà Nội. Và mình cũng muốn chia sẻ với tất cả các anh chị em rằng chúng ta hãy kiên trì, chúng ta dùng sản phẩm, rồi chúng ta hãy chia sẻ cho mọi người thân, bạn bè của chúng ta để mọi người sẽ được cảm nhận, được thanh lọc cơ thể. Một ngày hôm nay khi mà mình đi giao lưu 2 bữa tiệc, một bữa tiệc buổi trưa thì là với tất cả các anh chị ở trên thành phố ở Hà Nội, thì đúng là các anh chị bảo trời ơi, 2 năm Covid không gặp mà sao bây giờ Ngân lại trẻ thế. Và lại đẹp đấy. Rồi tối nay mình lại đi giao lưu một cuộc nữa. Và tất cả các bạn ấy cứ vào hỏi, ôi chị ơi, sao chị gần 60 tuổi, sao chị lại trẻ và đẹp này. Mình bảo, tớ chỉ có dùng gì? Tớ chỉ dùng sản phẩm bằng thanh lọc cơ thể. Yêu 2 mét đại tràng, sản xuất tại Singapore, đó là tế bào gốc sơ táo. Mọi người bảo, ôi tuyệt vời quá chị ơi. Thế là mình đã cùng để mà chia sẻ cho các cái bạn bè cùng 2 bữa tiệc này. Thì đấy là cái là mình muốn rằng là khi chúng ta đã dùng rồi, thì chúng ta phải chia sẻ cho người thân hoặc bạn bè của mình để tạo cho họ một cái gì ạ? Một cái sức khỏe, và tạo cho họ một cái mình gọi là công việc. Bởi vì sao, thời đại 4.0 chỉ có một cái điện thoại thôi. Với 4 tháng rời, mình chỉ ngồi trên Zoom này thôi, nhìn thấy mặt lãnh đạo Hồng Ngọc, chứ mình chưa được nhìn thấy hẳn tận mắt thấy. Thì mình cũng chỉ nói với mọi người rằng là với cái niềm tin sản phẩm tốt như vậy, thì chúng ta hãy là gì? Chúng ta hãy yêu chính bản thân mình, đặc biệt là yêu 2 mét đại tràng, rồi mình dùng đến sản phẩm. Và một cái nữa là mình muốn chia sẻ với mọi người rằng với cái sản phẩm Best Thai ấy, thì đúng là mình dùng. Đây thật sự với cả nhà là mới đi Hạ Long về cùng với cả đoàn đội, cũng bị nắng, cũng bị gió biển,
với cái da của mình nó hơi, mình gọi rằng là hơi hơi ngăm ngăm một chút, nhưng mà rất là khỏe. Bởi vì sao? Cả một cái ngày mà mình chuẩn bị tổ chức cho mọi người đi như thế cũng phải lo lắng suy nghĩ, chuẩn chỉ từ trang phục các thứ cũng phải lo lắng đấy. Nhưng về đến nhà một cái, trước khi đi thì mình uống bách thai, rồi về nhà mình cũng uống bách thai, rồi kết hợp đào thải cái táo. Mà cả nhà biết rằng là bây giờ cơ bắp với cả rằng là chính người mình thật, tự mình cứ soi gương hàng ngày mình thấy mình đẹp. Và một cái điều nữa rằng là mọi người cũng nhìn thấy Zoom chắc cách đây là từ 4 tháng cũng thấy mình ở trên Zoom. Nhưng lúc đấy là mình bị cái cổ mình này, cái cổ này mình gọi là cái mỡ, nó béo ra. Ngày xưa thì hay là mình gọi là mình mỡ, mình mỡ nhiều quá như là u vai ấy. Nhưng khi 4 tháng mình dùng đến bây giờ cả nhà thấy không, củ cao. Hôm nay đi tiệc, xin lỗi cả nhà là vì mình cũng vừa mới về nhà còn phải có cháu nội, cho nên rằng là phải thay đầm ra để bế cháu một chút, thì cũng chỉ bật nghe Zoom. Nhưng khi Hồng Ngọc gọi cái mình vào thì mọi người đều khen, ôi trời ơi sao đồ này cổ cao ngấn. Thì đúng là thật, uống 4 tháng thì bây giờ là người mình rất là gọn. Và rồi lại có một cái sức khỏe. Và một cái điều thần kỳ nữa rằng là cả nhà, bây giờ là đến giờ phút này là mình uống là không mất tiền. Ngày mai thì cũng sẽ mua lại với cái điểm của mình, của công ty cho mình đã lên tới là 10 hộp sản phẩm. 20 hộp sản phẩm. Trong vòng 4 tháng mình chỉ có bằng cái tâm của mình uống sản phẩm rồi chia sẻ cho mọi người, thì cả nhà thấy rằng là bây giờ mình đã được công ty tặng cho mình 20 hộp sản phẩm. Thì cả nhà thấy có tốt không ạ? Quá tuyệt vời. Thì chúng ta thấy đây nó là sự thật và phải bằng cái niềm tin yêu của mình. Đây là cũng muốn là chia sẻ với tất cả nhà, và cũng kính chúc tất cả nhà anh chị em chúng ta trong phòng Zoom, chúng ta hãy tin và yêu chính bản thân mình, tin những người bạn đã chia sẻ cho mình vào trong phòng Zoom, tin những người bạn đã chia sẻ cho mình dùng cái bộ tam bảo. Và chúng ta phải dùng đúng, dùng đủ, theo như thầy Yên lúc nãy chia sẻ, thì mỗi cơ thể con người chúng ta, đây là nó thải độc tận từ tế bào, thì chúng ta sẽ được gì ạ? Khỏe và trẻ. Khi chúng ta khỏe rồi, chúng ta trẻ rồi, chắc chắn chúng ta sẽ giàu. Thì kính chúc mọi người chúng ta luôn luôn được vui, khỏe, trẻ và giàu. Rồi xin chào cả nhà. Cảm ơn chị gái Kim Ngân rất là nhiều. Một người đó là thực sự là chị không có phải là cái vị trí nghĩa là trung lưu đâu, mà chị là vị trí thượng lưu đó. Nhưng mà chị đã dành tình cảm để có thể nói là chia sẻ những cái mà chị đang biết cho mọi người một cách rất là tận tình. Và Hồng Ngọc nhìn thấy những việc mà chị đang làm rất là cảm động. Và cái sự thay đổi ngoạn mục ở chị là khi mà chị mặc cái áo dài lên hôm trước chị chụp ảnh, wow, nhận không ra luôn á, chị rất là thay đổi một cách ngoạn mục luôn. Thì Hồng Ngọc thấy đây là cái điều xứng đáng, bởi vì chị đem cái tình yêu thương của chị để chị thường xuyên chia sẻ cho mọi người, và chị nhận được cái kết quả và ngày hôm nay là chị đã được sở hữu miễn phí và có được những cái tiền để còn giúp người khác nữa. Đó, thì quá là tuyệt vời. Tất cả chúng ta, đây là cái tấm gương mà chúng ta ai cũng làm được và cũng nên làm theo chị. Các bạn hãy đưa trái tim yêu thương lên, cảm ơn chị nhé. Vâng, cảm ơn chị gái rất là nhiều. Vâng, và bây giờ người tiếp theo nữa là chị Thu Hằng, bác sĩ Hằng ạ. Bác sĩ Thu Hằng không biết là có tiện mở micro không, bởi vì Hồng Ngọc cũng được biết là bác sĩ Thu Hằng cũng là cái người được trải nghiệm sản phẩm, thì nếu như mà chị tiện á thì chị có thể cũng là mở micro chia sẻ một vài phút để cho mọi người được lắng nghe âm thanh cảm nhận từ phía chị. Vâng, bác sĩ Thu Hằng ạ. Vâng ạ, xin nồng nhiệt chào mừng tất cả mọi cả nhà mình ở trong phòng Zoom ngày hôm nay. Thì tôi cũng là một trong những người mà rất là may mắn là đã được sử dụng sản phẩm của Magic Line. Thì tôi thấy có những cái cảm nhận là với sản phẩm Magic Line thì nó thật sự là vi diệu. Tôi chỉ nói đơn cử ví dụ như là tôi đã sử dụng sản phẩm Methai cho vấn đề là viêm xoang. Thì quá trình tôi bị viêm xoang ấy thì nó đã ra cái dịch rất là hôi, và tôi cũng đã sử dụng sản phẩm của Tây Y. Nhưng mà khi mà tôi bị như thế thì tôi hít nó vào, và tôi trong 3 ngày chưa hết một gói bét thai đâu. Nhưng mà hiện bây giờ tôi không có dịch và cũng không có mùi hôi.
Quá tuyệt vời. Và nhà tôi thì có một cậu con trai. Cậu này nhà tôi thì rất đặc biệt, là cậu sinh thiếu tháng, nhưng mà cậu ấy lại có nhiều vấn đề về sức khỏe, nên là cậu mới bị nhiệt. Thế hôm qua thì tôi cũng thử, thì lúc đầu thì làm miệng sưng vù lên, khi mà đổ vào thì một lúc thì là miệng nó không sưng nữa, và hôm nay đã ăn uống thì thấy dễ hơn. Thì tôi cũng rất là mong là mọi những tất cả gia đình Mazilla chúng ta đấy, thì điều đầu tiên là quan tâm tới sức khỏe của mình. Và khi mà chúng ta đến với Mazilla thì ngoài cái sức khỏe ra thì chúng ta cũng có những cái cơ hội là có những cái thu nhập, thì đây cũng là một trong những cái cơ hội rất là tốt cho chúng ta. Thì cũng mong sao là đại gia đình chúng ta sử dụng sản phẩm thật tốt và lại có thu nhập thật nhiều. Chúc gia đình mình có một buổi tối vui vẻ ạ. Em rất là cảm động những cái lời mà chị chia sẻ bởi một cái người mà cũng làm trong ngành y nhiều năm đó, và cũng giờ phút này cũng có gia đình, cũng có công việc bận, nhưng chị vẫn ngồi ở tại đây để khi mà tiếp nhận cái lời mời của Hồng Ngọc. Vâng, cảm ơn bác sĩ Thu Hằng rất là nhiều. Em nhìn thấy một chị nữa là chị Kiều Phượng, em được biết chị ở trong một cái lĩnh vực đào tạo rất là lâu năm. Và chị ơi, hình như là em cũng được biết là chị đã là có một cái vị trí ở trong cái một cái vị trí, nghĩa là một cái vị trí ID ở trong cái hội viên của công ty. Thì ở tại đây chị có tiện để mở micro lên, chị chia sẻ những cái mà chị cảm nhận trong cái thời gian vừa qua, khi mà chị được tiếp cận cùng với đồng đội đội ngũ và tiếp cận tới cơ hội này không. Em rất là ngưỡng mộ cái tinh thần đào tạo của chị. Bởi vì khi mà Ngọc được nghe về cái chương trình đào tạo của chị rất là kỹ, đi rất là tỉ mỉ đó, và đây chính là một cái sứ mệnh cống hiến cho đi cái giá trị, đây là giá trị vô hình quý anh chị ha. Chúng ta mà được sở hữu cái bép thai rồi cái táo, nó chuyển đổi về cái giá trị hữu hình là khó tránh, ai cũng chuyển đổi. Nhưng mà ở tại đây đó, chúng ta còn được những người thầy như là chị Kiều và chị Phượng này, rồi chị Kim Ngân, bác sĩ Thu Hằng, còn rất rất nhiều người bậc thầy nữa cho chúng ta giá trị vô hình nữa. Mà cái giá trị vô hình này bên ngoài kia đó, thì chúng ta không có trường đại học nào, thạc sĩ nào dạy chúng ta cả, mà chính là những người mà thương yêu ta trong cái lĩnh vực này dành cho chúng ta mà thôi. Đúng không chị Kiều Phượng? Vâng, mời chị ạ. Em rất là mến chị ở cái lĩnh vực mà chị đang đào tạo này. Em tin rằng một thời gian gần nhất chị giúp được rất nhiều người có được cái giá trị nhân văn vĩ đại ở tại nơi đây. Vâng, mời chị chia sẻ. Cảm ơn em. Em nghe được không? Vâng, em có nghe rõ. Vâng. Do mình gửi lời chào và chúc sức khỏe tất cả mọi người trong phòng Zoom hôm nay. Mình rất là hạnh phúc được biết đến Magic Line, và mình cũng cảm thấy là rất là tự tin và tự hào, bởi vì khi mình vào đây mình rất là nhanh chóng hội nhập và đã coi Magic Line như một cái gia đình thứ hai của mình. Và mình cảm thấy là gì, trong một cái thời gian rất là ngắn thôi, được chưa được một tháng, ngày mai ngày kia mới được một tháng. Tuy nhiên là mình cũng thấy là nó thực sự đem lại rất nhiều cái lợi ích to lớn cho chính mình và cũng như là mọi người. Cho nên là mình thấy là trong một thời gian ngắn thôi thì cùng đồng hành để mà mình trải nghiệm sản phẩm, thì mình cũng thấy rằng là cái sản phẩm thực sự là tốt. Bởi vì mình cũng đã là làm với một đối tác với một cái tập đoàn Morinda cũng nổi tiếng, mà hiện nay có một cái tên mới là New Age. Đấy. Và mình cũng đã trở thành những cái leader đứng đầu một quốc gia. Đó. Thế tuy nhiên là mình sang đây là mình cũng hy vọng là gì, là đây chính là cái môi trường có thể nói là tuyệt vời nhất để cho mình khẳng định mình, và đồng thời là mình đem cái điều tốt đẹp đến mọi người. Trong vòng một tháng vừa qua thì mình cũng không ngờ rằng là mình còn đang là ở cái giai đoạn thử trải nghiệm sản phẩm, và cứ xác định rằng là đến một cái môi trường mới thì mình hãy là cái người như một cái đứa trẻ lên ba để mà học tập. Đấy. Tuy nhiên mình cũng ngờ là hệ thống của mình nó đã được khoảng gần 10 người rồi trong vòng một tháng.
Nói chung là họ cũng cảm thấy là gì khi mà mình chia sẻ cái điều tốt này á, thì họ cũng có những cái niềm tin và họ cũng rất là nhanh chóng để được trải nghiệm. Và cái tiêu chí của mình có nghĩa là gì? Là cái điều cho đi là mình cho đi vô hạn. Và mình hãy nghĩ rằng là gì? Đem cái điều tốt đẹp đến là luôn luôn lúc nào mình cũng hướng về chúng ta là hãy đem những cái điều tuyệt vời đến để giúp đỡ cho mọi người. Và đấy chính là cái tiêu chí của chị. Cho nên là những cái gì đó nó thuộc về kinh nghiệm trong 16 năm qua thì chị luôn luôn là mong muốn được đem đến trao lại cho rất là nhiều người. Và đấy là cái mà chị nghĩ đến. Cảm ơn em đã cho chị có những cái lời tâm sự, mặc dù là rất ngắn thôi, nhưng mà cho phép chị là dừng tại đây. Và mong muốn là những cái buổi Zoom sau đó để chị được học tập nhiều hơn. Cảm ơn em. Em cảm ơn chị rất là nhiều, bởi trong cái thời gian ngắn em tiếp cận được nói chuyện với chị thôi, thì em có thấy một cái điều là chị có một cái sự gọi là thiện mỹ từ bên trong, sâu thẳm ở bên trong. Có những người ấy là cái người ta đẹp cái bên ngoài, nhan sắc đẹp xong là không có còn thấy vị gì luôn. Nhưng mà chị thì em thấy rằng quá tuyệt vời. Chị là cả về thần thái, dáng và cái cảm xúc, từ cái lời nói, từ cái tình yêu thương, từ cái nét mặt bên ngoài rất sáng, và chị truyền tải cái giá trị mà chị đang có tới cho mọi người. Thì thật sự là ở một cái lĩnh vực mà ở bên một tập đoàn khác là cái người đứng đầu, gọi là cái người dẫn dắt lớn của một cái đứng đầu một cái tập đoàn mà lớn nhất quốc gia ở tại Việt Nam. Và tới đây chị lại đón nhận một cái giá trị ở tại đây cũng rất là lớn. Thì em tin rằng những người dân Việt Nam ở tại Việt Nam và những người dân Việt Nam ở trên toàn cầu sắp tới sẽ nhận được cái giá trị vô cùng lớn từ chị Kiều Phượng và rất nhiều các chị thủ lĩnh nữa, như chị Kim Ngân, bác sĩ Thu Hằng và nhiều người nữa. Em tin rằng là cái giá trị này nó sẽ lan tỏa một cách một cấp số nhân, hay là gì, nó còn mạnh hơn cả số nhân nữa khi mà chị đem cái tình yêu thương này lan tỏa. Vâng, biết ơn chị rất là nhiều, chị đã có mặt ở tại nơi đây. Và rất là cảm ơn Việt Nam đã có tất cả những anh chị, các người bậc thầy của chúng ta ở tại đây để làm cái việc thiện lành, gieo những cái hạt thiện lành đi như thế này. Cảm ơn chị rất là nhiều, tất cả chúng ta đưa những trái tim. Cảm ơn chị Kiều Phượng, một thủ lĩnh đã từng là một thủ lĩnh rất là lớn ở một cái hệ thống lớn nhất ở Việt Nam, và chị Kim Ngân và bác sĩ Thu Hằng và nhiều chuyên gia về sức khỏe như thầy Phạm Văn Yên và rất nhiều cô giáo nữa. Thì chúng ta liên tục dành những cái trái tim yêu thương nên gửi tới và biết thể hiện cái lòng biết ơn của mình khi mà các bậc thầy của chúng ta đã có mặt ở đây để chia sẻ những cái mà cảm nhận. Vâng, cũng không biết nói gì hơn. Em cũng chỉ biết là cảm ơn chị thôi. Chị em mình khi mà hết COVID thì nhất định sẽ hội tụ, hội ngộ. Đầu tiên em mong muốn các chị sang tận nơi ở Singapore. Đây là cái mong muốn của chúng em. Sau đó là Singapore xong rồi thì mình được lĩnh thưởng Malaysia, sang Malaysia lĩnh thưởng trước. Sau đó là đi sang Đài Loan và đi các nước châu Mỹ này, đi Canada, đi Nhật, đi Hàn, ha chị ha, vâng. Ok. Mong muốn của Hồng Ngọc, vâng. Và bây giờ chúng ta hát một bài, hôm nay rất là vui, chúng ta hát một bài sau đó kết thúc được không ạ? Thiên đường là vâng, ha. Chúng ta hát một bài, vâng. Cảm ơn tất cả các thầy và các quý anh chị có mặt ở trong phòng đến từ rất nhiều quốc gia, vâng.